Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, với trường hợp tái lai của các vị Lạt Ma ở Tây Tạng thì con có thể lý giải như thế nào ạ? Xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Trường hợp mà cái chết thì lại đi luân hồi trở lại thì đó cũng là bình thường, không có cái gì là đặc biệt, là xa lạ gì hết. Thì như các vị Lạt Ma Tây Tạng thì có cái truyền thống là khi một vị Lạt Ma qua đời sẽ đi tìm một đứa trẻ và sinh cùng với cái giờ vị đó tử đó, coi như đứa trẻ đó là đi đầu thai. Thì đấy là một cái kiếp luân hồi tái sinh của một chúng sinh. Nhưng mà thực ra thì để mà mình biết được một cái chúng sinh đó khi chết mà luân hồi tái sinh về đâu thì cũng phải làm những cái bậc có thần thông, giống như Đức Phật thì cũng có thể thấy được cái điều đó một cách dễ dàng, hay là những bậc A-la-hán có thể quan sát bằng thiên nhãn thì có thể thấy được những chúng sinh đó tái sinh về những cái kiếp sống khác nhau, thì cũng không có gì là khó khăn. Thì đa số chúng sinh khi chết thì không có phải là lúc nào cũng luân hồi hay là tái sinh lại làm người, không phải là kiếp nào cũng liên tục tái sinh làm người như thế. Có những kiếp thì sẽ tái sinh làm chư thiên, hoặc là có những kiếp thì tái sinh làm người, nhưng mà cũng có khi sinh vào các đọa xứ khác, không thể nào biết trước được. Nhưng mà cũng có một số trường hợp nếu như là những cái vị đó mà có những cái công đức, như có những cái thiện nghiệp ở dục giới này, và các vị đó có những cái nguyện là luôn luôn sinh trở lại làm người, thì cũng có thể cái điều đó vẫn có thể thành tựu được, đó là khi chết thì sẽ tái sinh lại làm người. Thì đó là chuyện thông thường. Thì chuyện người tái sinh lại làm người hay là người tái sinh vào một cái cảnh sống khác nhau thì đó là một cái chuyện rất là thông thường thôi, không không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà có cái là cái trường hợp là mình có thể đi tìm được đúng cái người mà đã tái sinh đấy không ấy. Thì cái đấy cũng cái này thì không không dám đảm bảo chắc chắn là cái chuyện đấy, cái người sẽ đi tìm được đúng cái vị đó đã đi tái sinh ở một cái kiếp sau họ là một cái vị nào đấy, thì không đảm bảo, không chắc chắn lắm. Nhưng mà thực ra thì cái điều đó thì cũng không quan trọng. Thì bất cứ một cái chúng sinh nào đi tái sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp thì cũng đều được hết, miễn là cái vị đó, cái nhân vật mà những cái vị Lạt Ma Tây Tạng đi tìm kiếm đó sau này trở thành những cái người có đức hạnh, có trí tuệ để phát triển cái giáo pháp đó là được rồi. Còn cái chuyện mà có thật sự tìm được cái hậu thân của những cái vị Lạt Ma tái sinh hay không thì cái điều đó không chắc chắn, vì trong giáo pháp của Đức Phật không có cái pháp môn đó là đi tìm lại cái hậu thân của một cái người tu tiếp sau để tiếp tục thực hành hay là làm cái nhiệm vụ gì đó. Thì cái điều đó thì trong pháp thời Đức Phật thì không có, cái pháp đấy chỉ có ở bên Tây Tạng mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ con thưa sư, con thấy quý sư Nam Tông Khmer có xăm bùa chú lên lưng ạ. Đây là phong tục hay sao? Kính mong sư từ bi khai thị cho con ạ. Bùa chú thì đó có thể là một cái tín ngưỡng dân gian của dân tộc ở vùng miền đó, chứ trong pháp Phật thì tuyệt đối không có cái bùa chú đó và không có cái hình xăm ở trên người. Và hay là một vị tỳ kheo mà đã đi xuất gia rồi thì tuyệt đối không bao giờ được phép xăm trổ lên người như vậy. Thì đó nó giống như là một cái hình thức trang điểm và không phù hợp với giới luật. Nhưng mà đôi khi có những người xăm chỗ đó có thể là lúc đó các vị đó đang là những cư sĩ tại gia thì mới các vị có thể là thực hành những cái tín ngưỡng, những cái văn hóa của cái địa phương của mình thì mới có cái hình thức xăm chỗ đấy, chứ
nếu đi xuất gia rồi thì chắc là không được xăm chỗ như thế. Xăm chỗ như thế nó mất đi cái oai nghi tăng tướng, điều đó không đẹp lắm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con bạch sư, có một số người phân biệt quý sư từ bên Nam Tông là không ăn chay, vẫn còn ăn mặn và chấp vào đó để đánh giá. Con nên phá kiến cho họ như thế nào ạ? Con xin sư chỉ dạy con ạ. Các sư ở bên Nam Tông ăn chay, không ăn mặn. Tương đương thì cái chuyện ăn chay ăn mặn này không hề liên quan gì đến cái đạo hạnh, không hề liên quan gì đến một cái pháp môn tu tập nào. Không căn cứ vào cái chuyện ăn chay ăn mặn mà đánh giá cái vị sư đấy là tu tốt hay là không tốt. Cái chuyện ăn nó chỉ là một cái văn hóa ẩm thực của mỗi một vùng miền khác nhau, hay là cái cơ thể của mỗi người phù hợp với những cái vị ăn khác nhau, cho nên được quyền lựa chọn ăn theo ý muốn của mình. Vị đấy muốn ăn chay thì vị đó ăn chay, và cái việc đó không tất cả những người Phật tử không nên nhìn nhận đánh giá cái việc ăn uống của một cái vị đó, là vị đó là người ăn chay hay là người ăn không ăn chay. Hay là một cái vị đó là một cái người ăn ăn mặn nhưng mà là người ăn tam tịnh nhục. Mà thì cái chuyện đó nó cũng chỉ là cái chuyện ăn uống để nuôi cái thân tứ đại này thôi. Không liên quan gì đến cái việc tu tập hết. Rồi đó, vị đó tu tập theo hệ phái nào, hay là nhất là càng bên các sư bên Nam Tông thì càng không chấp vào cái chuyện đó, ăn chay ăn mặn đó. Thì trong Phật giáo thời Đức Phật cũng vậy, mà Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật cho chư tăng ăn chay và Đức Phật cũng từ chối cái chuyện đó. Ông vị Đức Phật cũng trả lời là vị nào muốn ăn chay thì vị đó ăn, tức là ăn mà cảm thấy nó phù hợp với mình và có cái sự tiến bộ trong tu tập thì vị đó cứ việc ăn. Còn có những cái người do thân thể của người ta không phù hợp với cái chuyện ăn chay, và ăn chay thì có thể là suy yếu làm cho sức khỏe người ta kém, người ta không tu tập được, thì người ta có quyền ăn những cái thức ăn khác về động vật vẫn được, không sao. Thì không nên chấp vào cái chuyện ăn chay hay ăn mặn để đánh giá cái sự tu tập của một cái người đó là tốt hay xấu gì cả. Cái đấy nó không nằm trong cái sự luận đàm về giáo pháp, nên là cái đấy nó chỉ thuộc về văn hóa ẩm thực thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính bạch sư, kính mong sư chỉ dạy cho con về giới không được ngồi nằm nơi quá cao. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con chiều cao của đường và chiếu bao nhiêu được gọi là cao ạ. Con xin hành kính yên sư ạ. Không được nằm nơi quá cao và xinh đẹp. Thì cái chiều cao ở đây được nói là bằng 3 gang tay của Đức Hiện Thệ. Có thể căn cứ vào cái số lượng chung chung là khoảng 60 phân. Tức là nằm ngồi hoặc nằm ở trên cái giường hoặc cái ghế đó nó không cao quá 60cm là được rồi. Còn nó cao hơn nữa thì có thể được coi là quá cao. Đấy là cái chiều cao có thể quy định chung chung. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con bạch sư, có vị tỳ kheo thực hành hạnh đầu đà, vị ấy tu trong rừng nghĩa địa, cư sĩ chúng con khởi lòng tịnh tín nơi vị ấy, thường tới nuôi thỉnh vị ấy giảng pháp. Con có suy nghĩ như sau, vị tỳ kheo ấy đã thực hành hạnh đầu đà, nếu chúng con đến như vậy có quấy rầy vị ấy hay không, và có bị tổn phước không ạ? Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà có một vị tu hạnh đầu đà thì đó cũng là một cái tấm gương tốt, là một cái tấm gương sáng để cho mọi người noi theo. Và cái, những người mà có cái sự tu khổ hạnh như vậy thì cũng là những cái bậc xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cung kính, cúng dường. Nhưng mà cái vị đấy tu cái hạnh đầu đà đấy với cái mục đích là để phát triển cái những cái đạo hạnh của mình, như là phát triển về cái hạnh đầu đà sẽ làm
cái nền tảng để cho vị đó phát triển về thiền, về sự chứng đắc đạo quả. Thì điều đó cho nên là vị đó mới tu hạnh đầu đà. Nên là cái sự có những người cư sĩ thân cận mà phục vụ cúng dường những cái nhu cầu cần thiết đến cái vị đấy thế, để giúp cho vị đó có, tức là trợ duyên cho những vị đó những gì cần thiết để vị đó có thể thuận duyên trên con đường tu tập, thì điều đó cũng tốt. Tức là cũng tốt. Hoặc là mình có thể đến để xin giới, hoặc là xin vị đó sách tấn, hoặc là giảng những cái thời pháp ngắn cho mình nghe. Điều đó thì cũng tốt, nhưng mà không nên quá nhiều. Nếu như mà có cái sự đến, có cái sự phan duyên nhiều quá thì đôi khi các vị đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự tu tập. Nó có sự ảnh hưởng nhiều. Nếu như cục bàn, mình cũng còn phải xem xét xem là vị đấy, cái tư tưởng vị đấy có muốn sống độc cư, muốn tránh xa mọi người hay không. Nếu như mà có những vị thì vị chủ trương là sống ở những nơi rừng núi, những cái nơi độc cư đấy, để tránh xa những cái sự ồn ào, tránh xa cái sự quấy rầy thăm viếng của các hàng cư sĩ Phật tử, để vị đấy chuyên tâm thực hành thiền trì quán, thì mình rất là hạn chế, không nên tham vấn quá nhiều. Nhưng mà cũng có những vị thì không có cái chủ trương đó, không có cái chủ trương là tránh xa mọi người, vẫn hoan hỷ tiếp đón mọi người, thì mình vẫn có thể đến để có thể thỉnh pháp thì vẫn được. Nhưng dù sao thì cũng không nên quá nhiều, nên có giới hạn, nên hạn chế ở cái mức độ vừa phải, và phải giữ được cái sự thanh tịnh cho bản thân cái vị đó, để vị đó còn có thể tu tập được tốt hơn nữa. Không để cho vị đó vì cái sự thăm viếng quá nhiều của các hàng cư sĩ mà lại sinh ra thối thất mất cái tâm cao thượng đó, và vị đó đến một lúc nào đó lại bỏ mất cái hạnh đầu đà, thì điều đó không tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con bạch sư, con vừa được nghe sư giảng cư sĩ không được nói trước đồ ăn sẽ cúng dường đến các vị tỳ kheo, nhưng có một số chùa, vị trụ trì luôn là người sắp xếp lên thực đơn các món vào bữa sáng, bữa trưa từ tối hôm trước cho cả người xuất gia và cư sĩ đại chùa thọ lụng vào ngày hôm sau. Vị ấy kiểm tra vật thực chuẩn bị nấu gồm những lì, số lượng bao nhiêu, có đủ dùng không? Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Trong cái trường hợp mà một người cư sĩ thỉnh một vị tỳ kheo về nhà để cúng dường vật thực ấy, thì vị đó không, thì trong luật là không nên nói trước những cái món ăn, thì trừ trong cái thời hạn mà của cái quả báo của lễ dâng y ca thi na thì mới được nói trước các cái món cần dùng đó. Nhưng mà ở trong chùa thì nếu như các cư sĩ đã mang những cái vật thực ấy đến cúng dường, và các cái vị tỳ kheo ở đó là cái người đã thọ nhận rồi, đã thọ nhận rồi, sau đó thì trả lại cho các phi giá giữ, thì trong cái trường hợp như vậy thì cái vị tỳ kheo có thể được sắp xếp ở trong cái trường hợp như thế thôi. Còn nếu như mà là cư sĩ mà là cái người mang những cái vật thực đến cúng dường thì mà chưa dâng đến cho vị tỳ kheo đấy cơ, vị tỳ kheo đó chưa nhận ấy, thì vị đó không được sắp xếp như thế. Còn nếu như vị tỳ kheo đó bị nhận rồi thì không sao, thì vị ấy cũng sắp xếp được. Còn nếu mà chưa nhận thì không được sắp xếp vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử Nguyễn ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi về pháp. Bản chất của sợ hãi là gì? Bản chất của nghi là gì? Có nên gộp tất cả tham lam, sân hận, si mê vào tham không ạ? Có người nói rằng tham chỉ là muốn nhiều hơn. Vậy những tham, những mặt tích cực thì sao ạ? Liệu có hại cho mình không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Sợ hãi là gì? Dạ vâng ạ, bản chất của sợ hãi là gì? Bản chất của hoài nghi là gì ạ? Bản chất của sợ hãi, sợ hãi thì thực ra thì nó cũng sinh ra từ cái sự
sợ hãi, bản thân của sợ hãi thì nó là tâm sân rồi. Khi mà mình khởi lên một cái tâm sợ hãi một cái gì đó, nếu như một cái vị đó mà có phân tích ra được danh sắc, thì phân tích cái nộ tâm của cái sự sợ hãi đấy, thì đó là thuộc về tâm sân. Thì có tâm sân là tâm sợ hãi. Nhưng mà cái tâm sân sợ hãi đấy thì nó cũng sinh ra từ tham ái. Ví dụ như một cái người có tham ái với cái mạng sống của mình, và lúc đấy có một cái đối tượng nào đấy nó làm cho nó, tức là nó làm cho mình sợ hãi, như là sợ chết ấy. Như là cái người đấy có thể là sợ phi nhân, sợ quỷ thần, hay sợ một cái sự nguy hiểm nào đó liên quan đến tính mạng của mình, giặc cướp hay là một cái con thú dữ nào đấy mà nó đang xuất hiện, và mình sẽ vì cái sự tham ái với cái mạng sống, và mình sẽ sinh ra cái sợ, gọi là sợ chết. Thì cái lúc đấy nó sẽ sinh ra sợ hãi. Thì cái sợ hãi đấy nó sinh ra từ tham ái, gọi là ái luyến sinh sầu yêu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu không sợ hãi. Vậy thì người nào mà diệt được cái tham ái thì cũng diệt được sợ hãi. Thì những cái tâm sân si kìa, nó cũng sinh lên cũng như thế. Đôi khi vì mình còn tham ái với cái thân này, là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cho nên thấy ai đó làm hại đến cái thân năm uẩn của mình, là ta, của ta, tự ngã của ta này, thì lúc đấy mình sẽ khởi lên tâm sân. Sân hận tật hối đều sinh lên từ tham ái hết. Cho nên là vẫn tham ái mới sinh lên cả những cái sân hận đó, cũng có cái nguyên nhân sâu xa từ tham ái mà ra cả. Nên là không có tham ái thì hết sầu hết sợ hãi là thế. Còn hoài nghi ở đây là một cái tâm mà nó do dự, nó không có quyết đoán được là cái sự việc đấy, cái tức là không nhận thức được cái đối tượng này là đúng hay sai, thì sinh ra hoài nghi. Như là một cái người đấy do dự, không biết rằng là có cái nghiệp và quả của nghiệp hay không, tức là cái vị đó hoài nghi là không biết là mình có những cái kiếp ở quá khứ không. Và một cái người sẽ có cái hoài nghi như vậy, không biết là mình có những cái đời kiếp ở tương lai không, không biết là khi chết rồi thì một chúng sinh sẽ đi tầu thai hay sẽ tồn tại hay là không tồn tại. Thì đấy là những cái hoài nghi thông thường. Một cái người mà chưa từng thấy quá khứ, có khi mình tin rằng có quá khứ, có nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Nhưng mà cũng có khi mình sẽ hoài nghi, không biết có nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh không. Thì cái hoài nghi này, nó bản chất của nó là tâm si. Vì nó không có trí tuệ để nhận định được là nó có hay không, nó đúng hay nó sai, nó phải hay là nó trái. Vì không có còn cái sự do dự, còn có cái phân vân lưỡng lự, không thể nào giải nghi được hoàn toàn được những cái thắc mắc đó. Và có rất là nhiều những cái điều mình chưa từng thấy, chưa từng chứng kiến, và mình có nghe những bậc thiện trí nói nạn, nhưng mà mình cũng còn nửa tin nửa ngờ. Ví dụ như là có những người nói rằng có Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau như thế, và đôi khi mình tin mà đôi khi cũng khởi lên hoài nghi, không biết là Đức Phật là bậc có thật hay đó là một cái câu chuyện cổ tích người ta nghĩ ra. Và rất nhiều người trên thế gian vẫn còn có những cái tâm hoài nghi như vậy, không biết giáo pháp này có đi đến niết bàn không, không biết là cái con đường tu có đoạn được khổ đau sinh tử không. Vô số những cái hoài nghi nó khởi lên hàng ngày, và tất cả những cái hoài nghi đó là đều là cái tâm si hoài nghi, si vô tàm vô quý phóng dật, mà nó đi kèm với cái sự hoài nghi, nó thiếu cái sự quyết đoán, nó thiếu cái sự trí tuệ, thiếu cái sự nhận định đúng. Thì bản chất của hoài nghi là thế, bản chất của hoài nghi là tâm si, không biết, không thấy, cho nên là hoài nghi. Thì hoài nghi là si, hoài nghi là vô minh, là ngu si. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nghi Tâm ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi,
Đức Phật đã nhập Niết Bàn, không còn thọ dụng gì nữa. Vậy, việc dâng cúng phẩm vật lên bàn thờ Phật thì có công đức không? Và nếu có thì công đức phát sinh từ đâu ạ? Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà một cái người dâng cúng dường Đức Phật những cái vật dụng, mình vẫn có những cái công đức, và những cái công đức đó nó phát sinh ra từ cái tâm thiện hợp với trí tuệ của mình. Như là một cái người người ta không có cái phẩm vật gì người ta cúng dường, hoặc là cái lúc đấy khi mà người ta gặp Đức Phật còn tại thế chẳng hạn, lúc mà Đức Phật chưa nhập Niết Bàn ấy, có nhiều người người ta gặp Đức Phật nhưng người ta không có gì để cúng dường, người ta chỉ chắp tay thành kính và người ta đảnh lễ Đức Phật thôi, thì người ta cũng đã có công đức rồi. Thậm chí đấy là cái công đức đó nó sinh lên từ cái tâm cung kính, từ cái tâm hoan hỷ, từ cái tâm biết rằng đây là Phật, Phật là bậc giác ngộ, Phật là bậc cao thượng, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tối thượng giữa chư thiên và nhân loại. Do người ta có cái sự nhìn nhận, có cái hiểu về Đức Phật một cách thông thường, một cách đơn giản như thế, và người ta khởi lên cái tâm cung kính đó, thì cái tâm đấy cũng là thiện tâm hợp trí tuệ, và nó sinh ra những cái công đức, những cái phước lành khiến cho người ta có thể sinh thiên giới nhiều lần, nhiều đời nhiều kiếp được. Chỉ là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì một người còn tưởng nhớ đến Đức Phật, người ta sẽ hướng đến một bức tranh Phật, một bức tượng Phật, hay là kim thân bảo tháp cội Bồ Đề, những cái di tích hay là những cái nơi nào đó mà để người ta gợi nhớ về Đức Phật, và người ta biết, người ta nhớ về Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư chỉ đường đi đến Niết Bàn, chấm dứt sinh tử. Vì cái tâm thành kính đối với một cái bậc đáng kính như vậy, thì lúc đấy những cái nộ tâm thiện nó khởi lên ở trong tâm, đấy là thiện tâm hợp trí tuệ, do vị đó có hiểu những cái ân đức của Phật và có cái tâm thành kính khởi lên như vậy, thì những cái tâm đấy là những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm cao thượng, và chính những cái tâm cao thượng đấy, những cái tâm nó tạo ra công đức, những cái tâm sở tư mà nó khởi lên cái lòng thành kính ấy, nó tạo ra công đức. Thì công đức ở đây không phải là cái bậc thọ nhận đấy, không phải là cứ Đức Phật phải là cái người thọ nhận mình mới có công đức, mà do cái tâm thành kính của mình khởi lên là tạo ra công đức từ nơi tâm như thế. Vì vậy nên là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, mình chỉ dâng cúng Đức Phật trước hình tượng Đức Phật, tranh ảnh Đức Phật, ban thờ Phật, vẫn có công đức, chứ không phải là không có công đức. Không phải là chỉ cúng dường Đức Phật cũng có công đức như vậy. Thậm chí là như cái phong tục tập quán ở dân gian Việt Nam, người ta cúng dường cho ông bà tiên tổ, những người đã quá vãng ấy, mình cũng còn tạo ra công đức. Dù ông bà tiên tổ, những người đó đã đi đầu thai tái sinh luân hồi về các cõi sống khác nhau rồi, nhưng mà những người con cháu còn tưởng nhớ đến, còn dâng cúng những cái phẩm vật để cúng dường, thì cũng tạo ra từ cái tâm thành kính đó, và vẫn tạo ra được những cái công đức phước này, dù cái người chết đó không họ nhận. Và huống chi là Đức Phật hay là những bậc thánh nhân A-la-hán, nếu như mình có cái tâm thành kính, mình dâng cúng đến, mình dâng cúng lên các ngài tất cả những cái phẩm vật gì để hàng ngày, thì không phải là cái phẩm vật đó không tạo ra công đức, nhưng mà cái tâm thành kính của mình tạo ra công đức. Vậy cho nên là cái việc cúng dường nên Đức Phật vẫn tạo ra những cái công đức để cho mình có thể tăng trưởng những cái phước báo của mình, những cái nguyện mình công đức cúng dường đấy, mình nguyện những cái phước này ở hiện tại như sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là nguyện được hưởng những cái phước ở cõi thiên giới, sinh về các cõi chư thiên đều được hết. Vậy nên là cái sự cúng dường Đức Phật ở thời hiện nay vẫn tạo ra công đức, vậy nên là Đức Phật vẫn là cái mảnh ruộng phước điền tối thượng ở nhân gian để cho chư thiên và nhân loại cung kính cúng dường, nhờ cái phước báo đó mà được hưởng cái phước lành ở hiện tại và tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nghi Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, có nhiều chùa và các tín đồ đạo Phật thường hay cúng cháo cô hồn, vậy cô hồn đó là ai?
Việc đó có mê tín không? Đức Phật có dạy làm việc đó trong kinh nào không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cô hồn, nếu mà xét bây giờ mình xét cô hồn là ai thì có thể xếp các hàng cô hồn phải là vào các hàng ngạ quỷ thì đúng hơn. Thì trong bốn cõi đoạn xứ thì có cõi địa ngục này, cõi thứ hai là súc sinh, và là cái hàng thứ ba ấy, trong cái cõi đoạn xứ đó là ngạ quỷ, và cái hàng thứ tư là Atuna. Thì trong cái hàng ngạ quỷ thì ở trong kinh thì Đức Phật có nói đến như là ở trong kinh về ngã quỷ sự, thiên cung sự nói về chư thiên, ngã quỷ sự nói ở trong tiểu bộ kinh ấy, nói về các cái hàng ngã quỷ. Thì hầu hết trong các cái bài kinh nói về các hàng ngã quỷ này thì đều nói là những cái ngã quỷ đấy do một cái ác nghiệp mà lúc còn sống đã tạo, cho nên khi chết thường hay bị đói khát. Có những cái ngã quỷ thì đói nhưng không ăn được, và thường xuyên cũng khao khát đi xin những thức ăn của các vị chư thiên thiên thần khác. Nhưng mà khi thức ăn vào miệng rồi thì thường nó sẽ bốc cháy, hoặc là nó biến thành phân, thành máu, me hôi tanh và không ăn được. Và có những ngã quỷ thì trần truồng đói khát và muốn y áo để mặc, nhưng mà nếu như có ai cho y áo mặc thì những ngã quỷ đấy cũng không dùng được, vì khi mặc lên người nó cũng bốc cháy. Và đấy là cái nghiệp của các hàng ngã quỷ không thể nào thọ dụng những cái vật thực hay là những cái thứ cần sử dụng được, và người ta phải chịu cái sự đói khát đó hành hạ cho đến khi nào cái nghiệp đó hết, cạn kiệt cái nghiệp đó thì người ta tái sinh lại cái cõi thiên giới hay cái cõi khác thì mới thoát khỏi cái sự đói khát đó. Vì vậy cho nên là nếu căn cứ theo tư tưởng của kinh Nguyên Thủy thì dù có cúng những cái thức ăn, cúng cháo cho cô hồn đấy thì cô hồn cũng không ăn được, nếu như các cô hồn đó mà mình quan niệm đó là các hàng ngã quỷ đói. Có thể là do sau này thì kinh phát triển sẽ có những cái bài kinh nói rằng các cái hàng cô hồn đó dùng được những cái thức ăn là cháo loãng hay là cam lộ thủy gì đó, thì khi đó là tư tưởng của Phật giáo phát triển về sau này thì mới nói rằng là các hàng cô hồn mới ăn được những thức ăn đó, cho nên là người ta mới có cái nghi lễ là cúng cô hồn, cúng cháo thôi. Chứ còn nếu mà căn cứ theo tư tưởng của Nguyên Thủy thì các hàng cô hồn cũng không thể ăn được, kể cả có cúng cháo không ăn được. Và cái pháp đó cũng không có ở trong thời Đức Phật cũng không có dạy. Đức Phật không có dạy cái pháp về cúng cô hồn hay là cúng cháo cho các cái cô hồn đó ăn. Thì không có, mà Đức Phật thì có dạy những cái cách làm phước để hồi hướng phước cho những cái cô hồn hay là những cái ngã quỷ đó thì mới có. Nhưng Đức Phật dạy vua Bimbisara cái cách cúng dường trai tăng để hồi hướng cho những cái thân bằng quyến thuộc là những cái ngã quỷ của vua Bimbisara đó, nhờ cái công đức của cái phước cúng dường đó mà được sinh thiên giới. Thì thời Đức Phật sẽ dạy rất là nhiều cái cách này, và rất nhiều các cái bậc A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất cũng đã từng làm cái việc phước lành hồi hướng đến một cái ngã quỷ là thân mẫu trong năm kiếp quá khứ của Ngài, cũng được thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ đó. Và hầu hết những cái thời chánh pháp, thời mà còn Đức Phật và các bậc A-la-hán ấy, thì Đức Phật hoặc là các bậc A-la-hán gặp những cái vị ngã quỷ, các cô hồn này, người ta đói khát khổ sở rất là nhiều, và cái cách để cứu độ cho những cái cô hồn ngã quỷ đó là cúng dường nên những cái bậc thượng nhân, như là cúng dường lên Đức Phật, hoặc cúng dường lên thập phương chư tăng, cúng dường lên các bậc thánh tăng, chư tăng thập phương, những cái bậc có giới hạnh, có cái đức hạnh lớn ấy, thì để mà hồi hướng những cái công đức cúng dường đó cho những cái ngã quỷ đó thì họ mới được hưởng cái công đức, họ mới thoát khổ đau được. Chứ tư tưởng trong thời chánh pháp là không có dạy cúng cô hồn, không có dạy là cúng cháo, và cũng không có cái chuyện là những cô hồn đó có thể ăn được những cái thức ăn đó. Còn ở những cái thế giới siêu hình như là các cõi chư thiên, đôi khi có một số các vị chư thiên ở như là thần cây, thần đất hay là thì có một số chư thiên có thể dùng được những cái thức ăn của con người cúng dường, mặc dù điều đó là rất là ít chứ không nhiều. Vẫn có một số chư thiên thọ nhận được, thọ dụng được những cái món ăn.
do con người cúng ra. Nhưng mà đó không phải là những chúng sinh ngã quỷ. Chúng sinh ngã quỷ thì không thể ăn được. Nên là cái việc cúng cô hồn thì đó chỉ là một cái tín ngưỡng dân dân gian, hoặc là những cái tư tưởng sau này phát sinh. Thì cái pháp cúng đấy nó cũng giống như là những cái pháp bố thí. Như là ở trên đời người ta có nhiều những cái pháp bố thí, kể cả mình bố thí cho những cái chúng sinh rất là thấp kém, hạn liệt, như là những cái loài chúc sinh ăn uống, cũng tạo ra công đức chứ không phải là không tạo ra công đức. Và những cái thì những cái ngã quỷ này còn là một chúng sinh cao cấp hơn là chúc sinh. Vì vậy nếu như một cái người nào đấy có cái tâm gọi là xả thí, bố thí làm phước, và cái vị đó vì cái lòng từ bi nghĩ rằng là có những cái cô hồn, có những cái chúng sinh đói khát, không có nơi nương tựa, không có thức ăn uống, vậy cho nên là bày biện ra những cái thức ăn đó để bố thí, cúng dường để bố thí đấy cho những cái chúng sinh đó, thì đó cũng là một cái tâm bố thí. Thì cái tâm bố thí đấy nó cũng tạo ra công đức cho cái người làm cái việc đó. Nhưng mà cái người đó nên làm cái việc đó với gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, tức là mình hiểu ra được rằng là đây là một cái pháp tạo phước, giống như là cái sự bố thí hay là cúng dường để tạo ra cái công đức từ cái tâm, từ cái tâm xả thí của mình ấy, thì mới có công đức. Còn như những cái pháp mà dân gian người ta làm, người ta làm với cái tâm mê tín, người ta nghĩ rằng là có những cái vị cô hồn sẽ nao vào ăn, rồi là sẽ có những bậc thánh nhân đứng ra chia chát những cái thức ăn đó cho các cô hồn, rồi các cô hồn đấy ăn xong rồi sẽ phù hộ độ trì cho mình được những phước lành này kia, thì cái đấy nó lại trở thành một cái pháp mê tín. Thì mê tín hay chánh tín nó còn do cái trí của cái người làm cái việc đó có hiểu đúng hay không. Người nào mà hiểu pháp và hiểu đúng pháp và làm cái việc đấy thì vẫn có phước. Còn những người nào mà không hiểu pháp hay là hiểu theo cái lối dân gian ở thế gian mê tín dị đoan ấy, thì làm cái việc đấy lại tạo ra cái tà kiến, tạo ra cái mê tín tà kiến nhiều hơn. Nên là quan trọng là cái người làm cần phải hiểu thì cái phước sẽ cao hơn, còn những người không hiểu thì cái phước sẽ rất là nhỏ bé. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con kính thưa sư, kinh điển của Đạo Phật rất nhiều, nhưng rất ít vị sư ở các chùa giảng dạy, trong khi Đạo Thiên Chúa kinh điển không nhiều, nhưng vị linh mục nào cũng giảng dạy giáo lý, là do nguyên nhân gì ạ? Đúng là kinh điển của Đạo Phật rất là nhiều. Thì nói đến kinh Nguyên Thủy đã có rất nhiều các cuốn kinh, các bộ kinh, các bài kinh, rất là nhiều, đến một cái vị đi xuất gia rồi mà rất ít người có thể đọc hết được cái kinh sách của Đạo Phật ấy. Vậy kinh sách này nhiều như thế đó. Còn Đạo Thiên Chúa hay là các đạo khác thì hầu như người ta chỉ có một cuốn kinh thôi, kinh Cựu Ước, kinh Tân Ước mà gộp lại chỉ bằng một cái cuốn kinh trung bộ của Đạo Phật thôi, còn ngắn hơn. Thì những cái các tôn giáo khác người ta có rất ít kinh điển như vậy, vì các vị giáo chủ người ta có cái hạn chế về cái sự giảng dạy. Còn Đức Phật thì có cái trí tuệ vô lượng vô biên, thuyết ra vô lượng những cái giáo pháp, và những cái giáo pháp đó thiết thực hiện tại để cho cái quả ngay tức thì, để cho một cái người trí đến để mà thấy, đến để mà hiểu, mà giác ngộ. Nhưng mà cái kinh điển của Đạo Phật lại rất là khó giảng dạy so với lại những cái kinh điển của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì người ta chỉ có mấy cái mẩu chuyện, mấy cái sự tích, mấy câu chuyện rồi khơi dậy cái niềm tin để cho mọi người có cái đức tin và tôn sùng cái vị giáo chủ đó, ngoan đạo, sống một cách ngoan đạo theo những cái lời răn dạy đó thôi. Thì cái việc giảng dạy những cái pháp đó rất là dễ dàng, ai chỉ cần có cái nhiệm vụ là cái người truyền giáo đó đọc qua cái bài kinh đấy là đều có thể thuyết giảng, giảng dạy được những cái pháp đó.
Còn đối với tư tưởng hay là kinh điển của Đạo Phật thì lại tuy rất là nhiều, kinh điển rất là nhiều, nhưng để một người có thể giảng giải được lại rất là khó. Bởi vì tuy là một bài kinh thôi, nhưng mà Đức Phật nói cả những cái pháp chân đế, cả những cái pháp tục đế, cả những cái pháp thiết thực, nhưng mà cũng có những cái pháp rất là thâm sâu, rất là cao siêu và rất là khó hiểu, khó thấy để mà giảng dạy được. Nhưng những cái pháp đó cần phải có một cái thời gian rất là dài để cho một cái hành giả đấy, vị đó cần phải học mà trong một cái khoảng thời gian rất là lâu năm, nhiều năm tháng bắt đầu mới thấm nhuần được. Bởi vì cái tư tưởng giáo lý của Đạo Phật lại quá là rộng lớn, quá là sâu rộng, một người chỉ học một bài kinh thôi hay là học một thời gian thôi vẫn chưa đủ tự tin, bởi vì vẫn còn nhiều cái khuất tất mình chưa có hiểu ra, cho nên là nói ra rất là sợ bị sai với cái pháp của Phật, nên là phải học rất là nhiều, một thời gian rất là dài, có những cái kiến thức tổng hợp rất là cao rồi thì lúc đấy mới có cái sự tự tin và mới hiểu được pháp. Mà hoặc là một cái người chỉ hiểu pháp trên lý thuyết thôi thì cũng vẫn còn mơ hồ. Thế là một cái người đó mà phải có cả cái sự thực hành nữa, phải có cái sự thấy được các cái pháp đấy nữa, thì đến lúc thuyết giảng thì nó mới có được cái sự tự tin. Còn lại thì ai đọc đến kinh điển của Đức Phật cũng đều thấy rằng là rất là thâm sâu, rất là hay, rất là thiết thực, nhưng mà không dám tự tin cho rằng mình có thể hiểu được cái bài kinh đó. Vì kinh của Đức Phật rất là thâm sâu như vậy, mang cái tư tưởng xuất thế, tất cả những cái bài kinh của Đức Phật như thế đều mang đến cái tư tưởng đó là cái sự tu tập từ thấp, có cái sự tuần tự, có cái sự tu tập từ thấp đến cao, đều hướng vào cái đời sống tu tập về nội tâm, đều hướng đến cái mục đích là đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến giải thoát khổ đau. Thì bài kinh nào cũng thế thôi. Dù Đức Phật có dùng rất là nhiều cái phương tiện, cái cách thức để thuyết giảng những cái bài pháp khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích chung, đều có một cái tư tưởng thống nhất chung, đó là nói về khổ, nhân sinh ra khổ, về sự thoát khổ và con đường thoát khổ. Mặc dù là có nhiều bài pháp khác nhau nhưng mà đều chung quy ở trong bốn cái pháp đó. Nhưng mà bốn cái pháp đó lại phải thấy được bằng những cái pháp chân đế. Chứ nếu như chỉ hiểu trên cái khái niệm trừu tượng thôi thì nó rất là mơ hồ. Nên là người đấy phải học pháp rất là lâu năm mới giảng được kinh điển là vậy. Còn lại thì do rất là nhiều người có học nhưng mà cái sự hiểu nó vẫn còn mơ hồ, và nhất là đối tượng là người nghe pháp nữa. Có những cái vị thì rất là giỏi về cả pháp học hoặc là pháp hành gì đó, có thể thuyết giảng được pháp, nhưng mà những cái đối tượng là những cái hàng tín đồ Phật tử, đại đa số các chùa, nhất là ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái nhu cầu về nghe giảng những cái pháp của Phật rất là ít, đa số người ta cái nhu cầu về tín ngưỡng thì nhiều. Thì nhất là dân gian thì người ta chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ các cái ngũ dục thế gian, cầu danh lợi, những cái lợi ích thiết thực ở trước mắt. Còn trong khi cái giáo pháp của Đức Phật lại đi ngược lại với thế gian, cái tư tưởng ở trong kinh điển hầu hết là toàn đi ngược lại cái pháp ở đời. Ở đời thì người ta vì cái chạy theo cái lợi ích trước mắt, chạy theo những cái tham dục, người ta thích làm những cái việc nỗi nầm như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chạy theo những cái danh vọng, chức quyền, tài sản, ái tình ở thế gian. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật lại toàn cấm cái điều đấy. Tư tưởng giáo pháp của Đức Phật là cấm không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi là phải đi tham, từ bỏ những cái tham dục sân hận, từ bỏ những cái hưởng thụ dục lạc ở thế gian, và luôn luôn cho rằng cái đời sống chạy theo cái danh lợi sắc tài dục lạc thế gian là hạ liệt, là thấp kém, cái con đường ni dục ni tham đấy mới là cao thượng. Thì cái người đời rất ít người người ta có cái tư tưởng đó, người ta có cái tư tưởng có thể buông xả được những cái tham dục ở đời, mà người ta luôn luôn có cái khuynh hướng là làm sao mình đến chùa nào để mình cầu xin, để tìm kiếm một cái gì đó
để mình đạt được những cái đang mong cầu đó, mong cầu hưởng thụ những cái dục nạc thế gian. Những người mà có trí thì người ta biết làm phước, người ta còn tin vào là có cái nhân quả nghiệp báo, còn biết tạo phước. Còn một số người mê tín thì người ta chỉ mong cầu là có Đức Phật hay là thần thánh nào đó có thể ban lộc ban tài trực tiếp cho người ta được càng nhanh càng tốt. Chứ còn bây giờ bảo để mà ngồi nghe pháp thì cũng rất ít người người ta để tâm. Hàng trăm người nghe pháp mới có người để tâm để mà suy xét về cái pháp đấy. Hàng trăm người để tâm suy xét có người mới chấp nhận và hoặc là mới hiểu được cái pháp đấy, rồi mới có người thực hành. Rồi hàng trăm người thực hành mới có người thành tựu cái pháp thực hành đấy nữa. Vì cái pháp Phật đi ngược với này, cái tư tưởng thế gian một cách tuyệt đối như vậy, cho nên rằng cái sự thuyết giảng Phật pháp ít hơn các cái tôn giáo khác là vậy. Còn cái tư tưởng của các tôn giáo khác thì người ta sống thuận theo đời, vẫn dạy cho người ta làm những cái việc để người ta hưởng thụ những cái ngũ dục ở đời, vẫn chỉ có niềm tin đấy, chứ người ta không có cái pháp đi đến ni dục ni tham, đi đến cái sự tối cao của cái sự giải thoát như tư tưởng của đạo Phật được. Cho nên là cái tư tưởng của đạo Phật rất là khó thuyết giảng và cũng rất là ít người nghe và có thể hiểu và thực hành được nữa. Vì vậy cho nên là các chùa rất ít giảng kinh pháp Phật là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con kính bạch sư. Thưa sư, các nhà khoa học cho rằng con người là từ loài vượn tiến hóa thành loài người nguyên thủy, rồi thành người tinh khôn. Một số tôn giáo thì cho rằng Thượng Đế tạo ra con người và thế giới. Còn đối với đạo Phật thì giải thích như thế nào về nguồn gốc loài người và thế giới này ạ? Con xin tri ân sư ạ. Theo các nhà khoa học thì mới gần đây thì hay dựa vào cái thuyết tiến hóa. Tiến hóa là từ vượn tiến hóa lũng đuôi tiến hóa thành người. Còn các cái tôn giáo khác thì người ta quan niệm rằng có Thượng Đế nặn ra người, dùng đất sét nặn ra người. Thì đấy là nguồn gốc của loài người. Còn đối với đạo Phật thì nếu mà muốn hiểu về nguồn gốc của thế gian này và nguồn gốc của loài người thì học ở trong cái bài đại kinh Khởi Thế Nhân Bổn ấy. Trong kinh Trường Bộ, kinh Khởi Thế Nhân Bổn là nói cũng rất là rõ ràng về những cái nguồn gốc của nhân loại, của loài người. Bây giờ mình có thể bỏ qua những cái cách mà cái quan niệm của các cái tôn giáo khác, mình có thể nói về cái tư tưởng của Đức Phật về nguồn gốc của loài người. Thì đầu tiên là muốn nói đến nguồn gốc của loài người phải nói đến nguồn gốc của thế giới này đó, của cái thế giới quả địa cầu này, là sẽ trải qua cái quá trình thành trụ hoại không. Tức là đến bây giờ là cái thế giới của mình là đang ở trong cái thế giới kiếp trụ. Sau một thời gian dài thì đến một cái thời kỳ kiếp hoại. Cái kiếp hoại thì có thể là sẽ hoại bởi nước, có thể là hoại bởi lửa, mà có khi là sẽ hoại bởi gió, sẽ hoại trong một trong ba cái cách hoại diệt đó. Và khi mà cái thế giới hoại là sẽ tan hoại hết, không còn gì. Như hoại bằng lửa thì sẽ tất cả quả địa cầu này sẽ bốc cháy hết, cõi nhân loại bốc cháy, thậm chí đến các cõi chư thiên dục giới cũng bốc cháy hết, cháy đến tận cõi sơ thiền. Và khi mà hoại bằng nước thì nước sẽ cuốn và sẽ chảy xiết làm cho tan hoại hết. Hoại bằng gió thì gió sẽ chảy xiết làm cho cũng tan hoại hết tất cả những cái gì thuộc về vật chất, không còn tồn tại một mảy may nào nữa. Thì sau đó trải qua một thời gian rất là lâu dài thì thế giới này là không có gì tồn tại cả. Thế giới này đó là cái thời kỳ kiếp không. Rồi sau đó một thời gian dài nữa, bắt đầu thế giới lại tiếp tục hình thành trở lại. Hình thành trở lại bắt đầu từ các cái cõi cao nhất, như là các cái cõi thiền sẽ hình thành trước, rồi sau đó các cái cõi phạm thiên thấp hình thành trước, sau đó là đến các cái cõi trời ở trên cao, rồi đến dần dần các cái cõi trời thấp nhất hình thành, và đến cuối cùng là cái cõi nhân loại sẽ bắt đầu hình thành lại cuối cùng. Thì lúc này thì quả trái đất này bắt đầu sẽ hình thành và có cái chất lỏng, tức là toàn ở trái đất này lúc đấy chưa có cái sự sống,
trên trái đất này toàn là có một cái chất lỏng và bao bọc khắp xung quanh quả địa cầu. Thì lúc này ở trên các cái cõi Phạm Thiên có những cái vị ở Phạm Thiên tuổi thọ đã hết, tức là đã hết tuổi thọ, cho nên là hóa sinh xuống cõi cái nhân gian này. Thì lúc đầu mà các cái vị ở cái cõi nhân gian này là những cái chúng sinh hóa sinh, lúc đấy họ cũng tương tự giống như một vị chư thiên vậy, chưa có cái thân hình thô thiển như con người này, và cũng không cần ăn uống gì, các vị đấy hàng ngày vẫn phi hành bay lơ lửng ở trên mặt đất vậy, trên hư không vậy, thân hình phát ra ánh sáng, lúc chưa có mặt trời mặt trăng gì hết. Và rồi dần dần cái đất này để nộ ra, và lúc đấy dẻo quánh như mật ong ấy, và có sắc, có hương, có vị, tức là rất là thơm ngon. Cho nên là những cái chúng sinh đầu tiên ở cái cõi người đấy với lấy ngón tay và quệt cái đất và bỏ vào miệng ăn thử thì thấy rất là ngon lành, và các vị đấy tham nên khởi lên cái tâm tham ăn rất là nhiều cái chất đất đó, và lúc ấy nó thơm ngon như mật ong ấy. Thì các vị ấy ăn vào một cái thì cái hào quang trên người biến mất, và cái thân vi tế, tức là cái thân thanh tịnh giống như chư thiên biến mất mà trở thành cái thân thô thiển như là cái thân người bây giờ. Thì đấy là cái những cái chúng sinh đầu tiên xuất hiện ở cõi người, và những cái chúng sinh này ăn đất thì những chúng sinh khác cứ bắt chước ăn đất như vậy, cho nên là cái hào quang ở trên người nó biến mất, và cái thân sắc thân vi tế biến mất trở thành cái sắc thân thô thiển, và trở thành cái con người không bay lại được nữa, không phi hành ở trên không gian được nữa, bắt đầu đi nà xà trên mặt đất và hàng ngày lấy đất đấy làm thức ăn. Rồi trong khi ăn như vậy thì có vị ăn ít, vị ăn nhiều, rồi sinh ra người đẹp, người xấu, rồi bắt đầu những cái phiền não sinh ra. Những người đẹp thì bắt đầu sinh ra ngã mạn, ta đẹp hơn người kia. Chính cái tâm ngã mạn, kiêu ngạo đó là cái tâm cái nậu hoặc, cái phiền não bắt đầu tiên sinh khởi. Thì cái nậu hoặc đó sinh khởi một cái thì đấy là một cái lòng tham hay là cái tâm bất thiện nghiệp nó sinh. Nó làm cho cái chất đất đó bị mất vị ngon, và các vị đó không ăn được đất nữa, thì lúc đấy lại xuất hiện nấm đất, thì các vị ăn những cái nấm đất đó sinh sống, rồi vẫn cứ sinh lên cái tâm gọi là hơn thua về đẹp xấu như vậy, thân thể người này người kia như vậy. Rồi sau đó thì cái nấm đấy mất đi thành cây neo, thì các vị ăn cây neo đó sinh sống, rồi vẫn cái tâm kiêu ngạo đó sinh lên, thì cây neo cũng mất, về sau sinh ra lúa. Rồi lúa thì lúc đầu thì các vị đấy ăn những cái lúa đấy thì cứ nó không có vỏ, không có cám, không có chấu, và có thể lấy ăn một cách tự nhiên, không cần phải nấu nướng gì hết. Nhưng mà rồi sau này thì những cái phiền não bắt đầu cứ sinh ra dần dần, những cái sự hơn thua, kiêu ngạo của con người cứ sinh ra dần dần, để cái chấu ấy bắt đầu sinh ra và bao bọc lấy cái hạt lúa. Rồi là những cái hạt lúa dần dần nó cũng trải qua nhiều ngày tháng, bắt đầu nó mới trổ bông, còn lúc đầu thì cứ ngày hôm trước cái hái hôm sau này nó lại mọc lên. Và các vị sống ở cái lúc đầu thì nó rất là an vui, an nhàn như vậy. Nhưng mà những cái phiền não rồi dần dần nó cứ sinh ra dần dần, bắt đầu những cái lòng tham tăng trưởng lên. Có người bắt đầu mới nghĩ rằng mình sẽ lấy lúa để dành cho hôm sau, cái tội gì ngày nào cũng phải đi ra ngoài cánh đồng để hái lúa thế này. Thì chính vì vậy cho nên là cái lòng tham đó sinh ra, rồi người này lấy để dành, người kia lấy để dành, tích trữ, xong rồi dần dần đi ăn trộm ăn cắp của nhau. Rồi là từ khi ăn gạo lúa đấy, bắt đầu những cái bộ phận về bài tiết trên cơ thể, bộ phận sinh dục trên cơ thể bắt đầu mới sinh xuất hiện. Rồi lúc đấy thì bắt đầu mới xuất hiện cái tánh nam và tánh nữ. Từ cái lúc đấy mà ăn lúa nước và bắt đầu mới xuất hiện. Chứ còn lúc đầu thì tất cả chúng sinh chưa có nam nữ. Rồi sau này thì bắt đầu mới sinh ra, hình thành nên những cái gia đình, những cái xã hội. Bắt đầu cứ hình thành từ đó mà đi. Thì từ những cái con người bắt đầu sinh ra, càng cái tham dục nó bắt đầu tăng trưởng lên, phiền não tăng trưởng lên, sân hận tăng trưởng lên. Rồi là những cái hành vi tội lỗi như trộm cắp bắt đầu sinh ra. Rồi là trộm cướp bắt đầu sinh ra, nên là phải bầu ra những cái người làm vua, làm chủ để phân xử, để xét xử những cái người có tội, và để thưởng và để phạt những cái người có công, thì được thưởng người có tội phạt, bắt đầu mới hình thành nên những cái trật tự xã hội. Thế thì căn cứ vào
cái pháp của Đức Phật thì con người là xuất hiện ngay từ cái khi mà trái đất này mới bắt đầu hình thành là đã có con người xuất hiện rồi. Trong bài kinh đấy thì Đức Phật không có nói gì đến những cái hạng chúng sinh khác, nhưng mà mình cũng có thể hiểu là các cái hạng chúng sinh khác thì nó cũng sẽ xuất hiện tương tự như thế thôi. Nên tùy theo cái nghiệp của mình mà những cái chúng sinh đó thì cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên là nó phải tương đương với lại loài người từ cái thuở mà bắt đầu mới sinh sôi đấy. Vì sau này con người bắt đầu mới sinh ra những ngành nghề khác nhau, như có người thì săn bắn, có người thì trồng cấy, thì cũng từ cái thuở đầu ấy là đã có những nghề nghiệp khác nhau như vậy. Hay là có những cái vị thì nhàm chán thế gian thì đi vào trong rừng ẩn tu, trở thành các vị ẩn sĩ và thực hành những cái pháp thiền, trở thành những cái vị đạo sĩ, các vị bà la môn, cũng đều sinh ra từ cái thời kỳ đầu của cái thế gian này mới hình thành. Thì cái lúc con người mới hình thành như vậy ở cái giai đoạn đầu ấy thì còn rất là thánh thiện, nhưng mà sau này thì do cái cuộc sống thì dần dần bon chen này, những cái phiền não sinh ra, dần dần những cái tội lỗi bắt đầu sinh ra nhiều hơn, tham sân si, những cái phiền não bắt đầu sinh ra. Thì càng những cái phiền não này nó sinh khởi ra thì những cái để mà tìm kiếm thức ăn nó sẽ trở nên khó khăn đi. Còn cái lúc mà con người ta sống thánh thiện, ít những tội lỗi và ít những cái phiền não, thì lúc đấy những cái thiện nghiệp nó mạnh, nó khiến cho cái cuộc sống rất là dễ dàng kiếm được những cái thức ăn và cái cuộc sống nó bình yên. Và khi mà con người càng trở nên tham sân si, tội lỗi với nhau, ác độc với nhau, thì lúc đấy nó càng sinh ra nhiều những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái tai họa bắt đầu phát sinh, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai bắt đầu sinh ra từ cái ác nghiệp của con người. Rồi tuổi thọ con người từ cái mức rất là cao rồi bắt đầu sẽ giảm xuống dần dần, do cái tâm bất thiện tăng lên thì tuổi thọ sẽ giảm xuống, rồi cho đến khi nào mà giảm xuống đến mức thấp nhất là chỉ còn lại đến 10 tuổi thôi. Thì lúc đấy có một cái cuộc tàn sát đẫm máu sinh ra. Sau đó thì những cái người nào mà tránh né những cái nỗi nầm đấy, sống ẩn cư ở trong rừng, rồi sau đó những người đấy sống sót tồn tại lại để đi ra lại thiết lập lại xã hội, không có sống tội lỗi với nhau, thì tuổi thọ con người lại tăng lên, rồi trải qua rất nhiều lần tăng giảm như thế trong cái thời kỳ thế giới này đang an trú, thế giới trụ này. Rồi đến một cái thời điểm nào đấy, đến thời điểm thế giới lại cũng hoại diệt, thì lại cũng hoại diệt bằng nước hoặc bằng lửa hoặc bằng gió như vậy. Thì lúc đấy tất cả chúng sinh này sẽ chết hết và sinh về các cõi phạm thiên. Rồi sau đó đến cái thời kỳ thế giới hình thành thì những chúng sinh mà hết tuổi thọ ở cõi phạm thiên đó lại lần lượt lại hóa sinh xuống nhân gian này, rồi lại dần dần hình thành lại cái trật tự thế giới từ thấp đến cao như vậy. Thì đấy là cứ mỗi một lần sinh diệt của một cái thế gian như vậy thì được gọi là một đại kiếp. Và trong kinh Đức Phật nói về những cái đại kiếp này thì rất là thường tình. Ví dụ như là Đức Phật từng tu hành bốn la tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Hay là những bậc đệ tử của Đức Phật bình thường thôi cũng đã tu tập hàng trăm ngàn đại kiếp, tức là trải qua những cái thời gian tu tập rất là nhiều đại kiếp như vậy. Hay là với cái trí tuệ của mình, hay là với cái túc mạng trí của mình, hay thiên nhãn trí của mình, Đức Phật cũng có thể nhớ lại những cái kiếp sống quá khứ như là một kiếp. Mà ở đây là Đức Phật thường hay nhắc đến là một đại kiếp, là 10 đại kiếp, hàng trăm hàng ngàn đại kiếp. Tức là cái trí tuệ, cái túc mạng trí của Đức Phật có thể nhớ lại những cái rất nhiều những cái đại kiếp đã qua như vậy. Thì trong một cái kiếp trái đất mình đã tái sinh không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ là một đại kiếp trái đất. Như vậy mình đã từng tái sinh luân hồi không biết bao nhiêu lần khác nhau. Thì cái trí tuệ của Đức Phật thì thấy các cái đại kiếp đấy, những cái lần sinh diệt của những cái thế gian như vậy là cái chuyện rất là thông thường, là rất là bình thường. Nên là trong kinh Đức Phật hay nói về những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai, nói đến các cái đại kiếp, nói đến các cái A tăng kỳ kiếp, là bởi vì Đức Phật nhớ lại được như vậy, thấy rõ ràng cái điều đó là như vậy. Và cái bài kinh mà để mà nói rõ ràng nhất chi tiết là cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, là Đức Phật cũng nói rõ ràng về cái sự hình thành của thế giới này, của loài người này. Thì cái điều đó nó khác hoàn toàn với những cái kiến thức phổ thông mà mình đã được học bên ngoài. Và điều đó thì nó khác hoàn toàn với cái thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa thì được coi là thì không có phù hợp
với chân lý, với sự thật một tí nào hết, hay là những cái thuyết về về sáng tạo, hay về những cái sự gọi là thượng đế sáng tạo ra vạn vật muôn loài, thì cũng không phù hợp với cái pháp của Đức Phật, thì sẽ cao siêu hơn. Thấy những cái kiếp rất là nhiều, vô số kiếp, rất là nhiều đại kiếp như vậy, để nó trải qua cái quá trình thành trụ ngoại không, sinh trụ dị diệt của thế gian này và của các chúng sinh như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả được gửi trực tiếp lên trong con Zoom ạ. Dạ, con bạch sư, hành giả Mục Biên có hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe của sư. Trước tiên, thưa sư, thời Đức Phật còn tại thế, ngài có mắng chửi đệ tử trong một thời gian các vị theo học ngài không ạ? Bản thân con được nghe một vị khác nói rằng thời Đức Phật còn tại thế, ngài vẫn thường mắng chửi các vị đệ tử thậm tệ, nhất là ngài dùng những lời rất nặng nề để mắng phụ nữ. Nhưng bản thân con lại nghĩ rằng Đức Phật là một đấng chánh đẳng chánh giác, và trên thế giới này không ai từ bi và thương chúng sinh như ngài. Vậy làm sao ngài có thể dùng những lời thậm tệ để mắng chửi các đệ tử của mình được ạ? Và nếu ngài có mắng thì những lời mắng đó của ngài cũng bao trùm đầy sự từ bi của ngài đối với vị đó, giống như một người mẹ hiền mắng một đứa con ruột của mình, mà đứa con đó là một đứa con vậy, chứ không phải là mắng với sự sân ở trong đó. Nên con nghĩ vậy vị mà Đức Phật ngày xưa mắng chửi đệ tử là sai. Con xin chiên sư giải đáp giúp con ạ. Nếu mà mình mà dùng cái từ mắng chửi theo cái nghĩa thông thường ở thế gian ấy, thì có thể mình sẽ nghĩ rằng Đức Phật một cái gì đó nó hơi tầm thường như mọi người. Như là thời Đức Phật cũng thế, có những người cũng đến hỏi Đức Phật là Đức Phật, một vị Phật có nói những cái lời mà người ta không ưa, không thích không? Thì lúc đấy Đức Phật cũng lấy ra một cái hình ảnh, một cái ví dụ về những cái lời nói của Đức Phật. Đức Phật nói là nếu như bây giờ có một cái đứa con nít mà nó nghịch cái đinh, không may nó nuốt cái đinh nó vào trong cổ, thì một cái người cha mẹ sẽ làm gì với cái đứa bé đó? Thì đương nhiên là một cái người cha mẹ mà vì cái lòng thương cái đứa con đấy sẽ dùng cái tay làm cái móc và sẵn sàng móc cái đinh đó ra, cho dù đứa con đó nó có na khóc, cho dù là có chảy máu, cho dù là nó có đau đớn thì vẫn phải móc cái đinh đó ra. Như vậy thì Đức Phật điều phục hay là giáo dục một người bằng nhiều hình thức khác nhau, giống như là một cái người điều phục ngựa. Có những cái con ngựa nó chỉ cần giơ cái roi lên thôi, nó cần nó là nó đã chạy rồi, nhưng mà có con ngựa thì cần phải vụt thì nó mới chạy. Như thế có những cái người chỉ cần dùng những cái lời nói nhẹ nhàng, êm dịu, dễ nghe là có thể giáo dục được, giáo hóa được, dạy bảo được cái người đó bỏ ác làm lành và tu tập đi đến giải thoát được. Thì với những người như thế thì Đức Phật không cần phải dùng những cái lời nặng nề, không cần phải dùng đến những lời khiển trách hay là trách mắng, trách mắng. Còn đôi khi có những cái người thì giống như là con ngựa hư, con ngựa mà nó khó điều phục, thì không thể dùng bằng những cái lời dịu dàng được, thì cần phải dùng những cái lời nói khó nghe hơn, đó là phải dùng những cái lời khiển trách. Nên là thời Đức Phật, những vị tỳ kheo nào khó dạy bảo hay là những cái vị đó có những cái tà kiến, tạo những cái nỗi nầm, thì Đức Phật thường hay khiển trách là này kẻ ngu si kia. Thì thực ra thì cái tiếng Bani thì là dùng cái tiếng gì thì người học Bani mới biết được. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt thì mỗi người dịch một cái cách khác nhau. Có người thì dịch là Đức Phật nói là này kẻ khờ dại kia. Có cái sách thì dịch là Đức Phật nói là này kẻ ngu si. Nhưng có thì sách thì dịch là Đức Phật mắng cái vị đó là này kẻ điên rồ kia. Thì đấy là cái cách dịch ra cái tiếng Việt của người Việt thôi. Còn đó mình chỉ hiểu là Đức Phật có dùng những cái lời nói nặng nề để chỉ trích và để trách mắng những cái người đệ tử mà không thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật có dùng những cái lời mà người ta không ưa, không thích, tức là không có dùng cái lời dịu dàng tán thán nữa, mà phải nói bằng cái lời khiển trách. Thì đó là có, Đức Phật có khiển trách rất là nhiều.
Những cái hàng đệ tử mà những cái người hư học, những cái người mà phạm những cái giới trọng, hay là những người có cái sự ngu si tà kiến, thì Đức Phật có trách mắng như thế. Thì cái sự trách mắng ở nơi một vị Phật thì đương nhiên là một cái người nào hiểu giáo pháp thì biết rằng Đức Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si. Đương nhiên là Đức Phật không bao giờ có tham sân si, không bao giờ trách mắng bằng cái tâm gọi là ghét mà mắng. Mà đương nhiên là cái đó nó phải là nó cũng xuất phát từ cái tình thương, từ giống như là một cái người có cái bệnh nặng, cho nên là cái người bác sĩ người ta phải dùng những cái thuốc nó nặng nhiều hơn, người ta phải mổ xẻ ra cho dù người đó không ưa, không thích, người đó đau đớn, nhưng mà vì để cứu người đó thì phải dùng những cái lời nói nặng nề như vậy để cho người đó bỏ những cái tâm tánh bất thiện đó đi. Vì căn cơ căn tính của mỗi người trên đời khác nhau như thế, có những người thì không cần, Đức Phật không cần phải mắng như thế, nhưng mà có những người phải mắng như thế, nên là mỗi người có sẽ phù hợp với cái cách giáo dục khác nhau. Thì Đức Phật là một bậc hiểu rõ tâm tánh của chúng sinh, cho nên Đức Phật nói là lời nào đều có lý của Ngài hết, nên là sẽ nói ra những cái lời nói đúng với sự thật và có lợi ích, cho dù cái người đó có ưa có thích. Thì Đức Phật cũng sẽ khi đúng thời thì Ngài vẫn nói, có khi Đức Phật nói ra những cái lời đó là những cái lời nói đúng sự thật có lợi ích mà cái người nói, người nghe đó không ưa không thích, cho dù không ưa không thích nhưng đó là hợp thời đúng người thì vẫn phải nói. Còn nếu mà trường hợp mà Đức Phật cảm thấy là nói ra nó không mang lại lợi ích gì cả thì Ngài mới không nói. Ngài biết là nói ra có lợi ích thì Ngài vẫn có nói, cho dù người đó ưa thích hay không ưa thích. Cho nên là có những cái lời mắng của Đức Phật là có chứ không phải không có, và những cái lời mắng đấy là có lợi ích chứ không phải là không có lợi ích, cho dù người nghe đó là có ưa thích hay không. Thì Đức Phật nói ra những lời đấy đều là đúng, đều với xuất phát từ tâm đại bi, từ trí tuệ, chứ không phải mình không nên hiểu theo cái sự mắng thông thường ở thế gian là do mình ghét ai đó mà mắng, còn quý ai đó là mình sẽ không mắng, không nên hiểu như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tệ Quang được gửi trực tiếp qua Zoom ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư và hết lòng tôn kính sư ạ. Thưa sư, cho con hỏi hai câu ạ. Là còn không có linh hồn trong một con người, đó là chánh kiến có phải không ạ? Nói đến linh hồn ở đây là do những cái pháp thế gian, là vì ở cái quan niệm ở dân gian là người ta hay nghĩ rằng là có, tức là theo một số các cái tư tưởng, các cái sách hay là cái khác, người ta nghĩ rằng là ở trong thân thể này là có một cái linh hồn, là một cái con người khi chết rồi sẽ có một cái linh hồn, nó giống như cái thân thể con người ấy, nó đi ra ngoài. Và nếu như cái văn hóa Việt Nam mình là cũng hay có cái quan niệm đấy, là trong con người mình có một cái linh hồn, khi chết rồi cái linh hồn này nó sẽ đi ra. Cho nên người ta nghĩ rằng là sống sao thì chết sẽ vậy, nên là người ta hay cúng bái những thức ăn uống, và người ta nghĩ rằng cái người chết đấy còn cái linh hồn vẫn sinh hoạt, vẫn sinh sống, vẫn ăn uống, vẫn ăn ở bình thường được. Và người ta coi cái người còn người mới chết ấy, giống như là một cái người chỉ mất cái thân thôi, nhưng mà người ta vẫn còn cái linh hồn. Thì cái quan niệm đấy, cái tư tưởng đấy là tà kiến. Quan niệm tư tưởng như vậy là tà kiến. Và trong pháp của Đức Phật thì nói đến cái thân này thì nó cũng có hai phần, đó là cái phần sắc thân vật chất này, và một cái phần tâm thức, hay còn gọi là một cái phần gọi là thọ tưởng hành thức, tức là cái phần về danh uẩn ấy, gọi là sắc uẩn và danh uẩn ấy, sắc pháp và danh pháp. Thì cái danh ở đấy là muốn nói đến các cái tâm, các cái tâm sở, cái tiến trình tâm nó sinh khởi lên khi các căn mình nó tiếp xúc với các cái cảnh trần, mà nó sinh khởi lên các cái tâm khác nhau, và những cái tâm ấy nó tạo ra những cái nghiệp thiện ác khác nhau. Và khi cái sắc thân này chết đi thì những cái tâm thức sẽ đi tùy theo cái nghiệp của mình mà đi tái sinh về một cái kiếp sống mới khác nhau. Thì cái đấy là một cái chúng sinh đấy khi chết sẽ tái sinh về một cái kiếp sống hoàn toàn mới khác. Nếu như là tái sinh làm người thì đâu có linh hồn gì.
mà sẽ là một cái con người mới hoặc là nằm súc sinh chẳng hạn, thì đâu còn linh hồn gì tồn tại nữa, mà sẽ là súc sinh, và tái sinh là một vị chư thiên hoặc là một dã xoa, một ngạ quỷ hay là bất cứ một chúng sinh nào. Thì lúc đấy khi chết một cái là sẽ đi tái sinh về một cái kiếp sống khác hoàn toàn. Và điều đó để nói rằng là một cái người nghĩ rằng có một cái linh hồn nó trú ẩn ở trong con người này là tà kiến, thì điều đó là đúng. Hoặc là cái linh hồn đấy sẽ bước ra khỏi cái thân này để lẩn vẩn ở trong không gian ấy, hay là đi lại trong không gian ấy, thì cái đấy là tà kiến, thì cái đấy là đục. Thì cái đấy, cái quan niệm đấy, tư tưởng đấy cần phải được phá vỡ, cần phải được buông bỏ bằng cái trí tuệ, có thể là do mình có cái chánh kiến bằng cái sự nghe chánh pháp hoặc là thực hành các pháp thiền chỉ quán. Khi nào mình phân tích ra được danh và sắc thì mới phá vỡ ra được cái ảo tưởng về linh hồn đó. Còn bây giờ một người mà chưa phân tích, vì không phân biệt ra được cái danh và sắc, thân và tâm này, thì người ta hay bị rơi vào cái tà kiến nghĩ rằng có cái linh hồn tồn tại ở trong cái thân này. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ con bạch sư, một người Phật tử tại gia, họ vẫn còn có quan hệ vợ chồng thì có thể thành bậc thánh nhập lưu được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Như thời Đức Phật thì các cái hàng Phật tử tại gia, kể cả là vợ chồng hay là những người đấy, khi nghe Đức Phật giảng pháp hay là tu tập mà chứng đắc các cái đạo quả là có, vẫn chứng được nhé, chứng được đạo quả là có chứ không phải không. Thời Đức Phật vậy, cả có nhiều đôi vợ chồng đi nghe pháp cả đều chứng sơ quả là chuyện bình thường. Có thể là Đức Phật giảng bài pháp có khi cả nhà chứng đạo, đôi khi Đức Phật đến một cái nhà Phật tử tại gia xong là cúng giảng trai tăng xong, Đức Phật thuyết một thời pháp có khi cả nhà, cả vợ con này, cả họ hàng, có khi cả cái nàng nước đấy đều đắc đạo hết, đôi khi đều chứng sơ quả, nhị quả, tam quả cũng có, tứ quả cũng có. Cái việc chứng đắc đạo quả thì nó sẽ không bị thối nuôi nữa, nếu như vị đó cho dù có chứng đến sơ quả dự nêu rồi. Còn là đời sống vợ chồng, vị đó chứng đạo quả rồi vẫn sống đời sống vợ chồng được chẳng sao, và đạo quả đó vẫn không hề mất, cái trí tuệ giác ngộ đó vẫn không mất, cái đạo tâm đó vẫn phát triển hàng ngày, mà vị đó vẫn sống cái đời tại gia, vẫn hưởng thụ các cái ngũ dục hàng ngày không sao. Nếu mà đó là vị sơ quả nhị quả thì vẫn sống như thế, mặc dù lúc đấy đã là thánh nhân, nhưng trừ khi mà vị đó chứng đến tam quả rồi thì hết không còn cái ái dục nữa, thì cái vị đó mới sống cái đời sống thanh tịnh. Dù còn là vợ chồng thì cái vị đó cũng sống thanh tịnh, không còn cái sinh hoạt vợ chồng. Còn nếu như là chứng đến tứ quả thì vị đó sẽ đi xuất gia ngay trong ngày hôm đấy, hoặc là vị đó sẽ nhập niết bàn ngay tức thì trong ngày hôm đấy. Thì các hàng đệ tử tại gia chứng đắc đạo quả một cách dễ dàng mà không bị mất đi là có. Điều đó thì thời Đức Phật có rất nhiều, nhưng thời bây giờ thì hiếm hoi và ít đi, còn thời chánh pháp thì rất nhiều. Dạ con bạch sư ạ, hiện nay có hành giả Diệu Hòa có giơ tay được hỏi pháp, xin hỏi pháp qua Zoom luôn ạ. Con xin bật mic lên ạ. Dạ xin mời hành giả Diệu Hòa. Dạ, con kính bạch sư ạ. Vâng sư, con vừa nghe có một hành giả hỏi cô sư ạ, là không không có linh hồn trong một thân thể, trong một thân thể ạ. Và con hiểu là khi mà mình đi tái sinh, mình chết đi và mình đi tái sinh sang một cõi khác đó cô sư, thì lúc đó là tái sinh ra một cõi khác thì mình sẽ mang một cái hình thù khác, có phải không sư? Chứ sẽ cũng không không phải là mình tái sinh ra một cõi khác như kiểu ngạ quỷ ấy, mình làm ngạ quỷ chẳng hạn đấy, thì mình cũng phải mang theo cái thân hình của cái cõi đó, chứ không phải là cái thân hình như kiểu ở mình đang sống như bây giờ. Đúng rồi nhá. Khi mà sang tái sinh sang một kiếp sống khác thì mình sẽ có một cái thân hình khác, một cái thân nó khác hoàn toàn, nó không còn là cái thân như thế này nữa. Ví dụ như là có thể mình sẽ là tái sinh là một cái ngã quỷ rất là xấu xí, thì cũng có thể rất là đen đúa xấu xí, có thể là một cái ngã quỷ đầu trâu mặt ngựa, và chứ nó không còn là cái khuôn mặt và cái hình dáng, nó không còn giống hệt như là cái hình dáng hiện tại của mình nữa.
đã có thai khác, vì đó là một chúng sinh khác, một kiếp sống khác rồi. Dạ con kính bạch sư, con xin tri ân sư ạ. Vâng, con hiểu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nhuận Giáo ạ. Dạ kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Dạ xin sư cho con hỏi, việc xây nhà từ đường của dòng họ có đem lại lợi ích đối với người đã khuất hay không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Xây nhà từ đường để thờ tổ tiên, đấy là một cái tục lệ dân gian của người dân Việt Nam. Còn đem lại lợi ích cho người đã khuất hay không thì cái điều này nó còn tùy thuộc vào cái người sống mình làm cái việc gì nhá. Khi mình xây cái ngôi từ đường đấy nên rồi để mình làm cái gì, mình xây cái từ đường đấy nên rồi để tụ tập lại uống rượu chè rồi là cãi nhau hay là sát sinh hay là ăn nhậu với nhau ấy, thì chỉ tạo thêm tội lỗi cho cả người sống. Và có thể là mình xây nên từ đường rồi mình tổ chức những cái nghi lễ mê tín dị đoan, nên đồng nên bóng người cúng bái rườm rà, những cái pháp tà kiến tà giáo nó được phát triển ở trong cái từ đường đấy, thì sẽ mang lại cái nỗi nầm cho cả người chết và người sống ha. Còn có những cái trường hợp có những người ta xây nên cái từ đường là cái nơi thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà người ta biết áp dụng chánh pháp để tạo ra công đức phước lành hồi hướng cho cả người sống và người mất, được lợi lạc thì lại có lợi ích. Nên là xây nên cái từ đường đấy rồi mình sẽ tu tập hàng ngày, con cháu đến đấy tụng kinh đến đấy để nghe giảng pháp, để thỉnh các cái vị giảng sư về đấy thuyết pháp giảng đạo, và đấy cái nơi đấy làm cái nơi tu tập, nơi đấy có thể tạo ra những cái công đức phước lành. Những cái nơi đấy là nơi có thể truyền bá những cái đạo đức, những cái điều chân chánh, tạo ra những cái phước báo ấy, thì nó có lợi ích cho cả người mất và người sống. Còn nếu mà cái nơi đấy mà là cái nơi tạo ra những cái mê tín tà kiến tội lỗi thì sẽ tạo ra cái tội lỗi cho cả người chết và người sống. Vậy thì quan trọng là cái người chết đó không không liên quan gì đến cái từ đường đấy, mà quan trọng là cái người sống đấy sẽ xây nên cái từ đường đấy rồi dùng cái từ đường đó làm cái việc gì, làm cái việc nó có tạo ra công đức, có tạo ra phước lành hay không, hay là luôn luôn làm những cái việc tội lỗi, thì đấy hoàn toàn ở cái người sử dụng, ở cái người sống ấy, mình sử dụng vào cái đấy vào cái việc gì thôi. Nên là nếu là cái người hiểu đạo ra thì sẽ làm được công đức, sẽ làm được cái phước này, là mình dùng cái nơi đấy để tụng kinh để lễ Phật, tức là mình phải có cái ban để mà thờ Phật trang nghiêm nhất ở trong cái khu đấy, giống như là mình muốn hướng cho những cái ông bà tổ tiên của mình cũng phải quy y Phật, cũng phải biết tu tập để tôn kính Phật đấy, giống như là một cái nơi thiện pháp đường ấy, để hàng ngày mình cho mọi người đến lễ Phật tụng kinh, nghe giảng kinh thuyết pháp ở trong đó, thì nên làm những cái điều đó để tạo ra phước báo, tạo ra công đức. Ở trong đó phải có ban thờ Phật để mình dâng cúng dường Phật, mình hồi hướng cái công đức của cái sự lễ bái cúng dường tụng kinh tu tập đó để mà hồi hướng cho cái người đã mất ý, thì người đó mới được lợi ích. Chứ còn người ta chỉ tạo ra từ đường rồi người ta cứ dâng những cái món ăn ngon lành này, nên cúng thì cứ nghĩ ông bà tổ tiên thì sẽ tập trung về đấy để ăn uống như người sống ý, thì cái pháp đấy là pháp mê tín tà kiến ý, chẳng đem lại cái lợi ích công đức gì cả. Đấy, mà có những cái lễ gì quan trọng ấy, thì là cái ngày đó phải là cái ngày giữ được những cái giới, như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu chè đó, và biết tạo những cái công đức từ cái sự giữ giới và từ cái công đức của cái sự cúng dường hoặc là tụng kinh lễ Phật đó, để mà hồi hướng cho người mất và đem lại cái lợi ích cho cả người còn sống nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đỗ Thị Tùng ạ. Dạ con kính bạch sư, thưa sư từ bi giảng cho con về sự giống nhau và khác nhau giữa của thân và tâm, giữa loài ngạ quỷ Atula và Dạ Xoa. Con xin tri ân sư. Sự khác nhau về thân tâm của các loài ngạ quỷ ạ? Dạ vâng ạ. Ngạ quỷ Atula và Dạ Xoa thưa sư ạ.
về thân tâm. Thì tất cả những cái chúng sinh đấy như là ngạ quỷ này, Atuna và các dạ xoa hay các chư thiên thì người ta cũng có thân và có tâm. Hai cái đấy cũng giống như con người mình có thân và có tâm. Thì các loài hóa sinh người ta cũng có thân và có tâm như thế. Nhưng mà có cái là cái sắc thân của người ta vi tế hơn. Cái sắc thân đó là cái sắc thân mà chỉ có những người ta mới nhìn thấy nhau. Cho các hàng ngã quỷ thì người ta nhìn thấy nhau, các hàng chư thiên người ta nhìn thấy nhau. Dạ xoa Atuna đấy đều là chư thiên cả. Các hàng đều mình có thể gọi chung tất cả ngã quỷ, Atuna là chư thiên, dạ xoa đó đều gọi chung là dạ xoa hết đi. Thì các hàng dạ xoa đấy người ta nhìn được thấy nhau. Thì người ta có cái mắt giống như là thiên nhãn ấy. Người ta mới thấy được những cái sắc rất là tinh tế như vậy. Còn hầu như con người mình nhục nhãn, sắc thô thiển thì chỉ nhìn thấy con người, hay là súc sinh chỉ nhìn thấy người với súc sinh thì nhìn thấy nhau thôi, chứ không nhìn thấy những cái hàng đấy. Thì cái sắc cũng thế, cũng giống như sắc con người, cũng là tứ đại, đất nước nửa gió như vậy. Cũng có sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh. Còn những cái loài nào mà ăn uống thì có cái sắc do vật thực sinh. Thì đấy là sắc thân như thế. Còn về tâm của những chúng sinh đấy cũng giống hệt như tâm của con người, không có gì khác. Cũng có tâm tham, nếu như người ta khởi lên tâm tham. Cũng có tâm sân, cũng có tâm si, cũng có tâm hoài nghi, cũng có tâm phóng dật, cũng có những cái tâm thiện. Nhưng mà có cái là các hàng chư, ở cõi cao như là chư thiên hay là ngã quỷ, người ta cũng khởi lên được trí tuệ. Còn những cái hàng thấp kém như là súc sinh thì rất ít khi khởi lên được trí tuệ. Người ta rất khó mà khởi lên được trí tuệ. Đôi khi người ta cũng khởi lên được tâm thiện. Là các cái chúng sinh là súc sinh đôi khi cũng khởi lên được tâm thiện. Nhưng mà rất ít khi khởi lên được trí tuệ, hiểu ra được cái đúng sai, phải trái, chánh tà, tốt xấu. Thế là vì các hàng súc sinh thì hay có cái si nó mạnh, cho nên là trí tuệ yếu. Nên là khó khởi lên, nhưng mà vẫn có những loại khởi lên được. Còn cái tâm lý thì hầu như là giống nhau như vậy, cũng giống như con người vậy thôi. Cũng có lúc nghĩ này nghĩ kia y như thế. Thân tâm năm uẩn thì cũng giống như nhau, chứ cũng không có khác nhau nhiều lắm. Thì đấy là thân năm uẩn và con người đều có cái sự vô thường, cổ vô ngã như nhau hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Hoàng ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư. Thưa sư, sư cho con hỏi là khi xây nhà mình có cần phải xem tuổi có hợp làm nhà không? Rồi có cần xem ngày tháng nào đẹp để làm hay ngày nào cũng làm được nè? Được ạ, tuổi nào cũng làm được ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Xem nhà, xem ngày tháng, xem tuổi tác. Mà cái này nó cũng chỉ là cái pháp dân, cái tín ngưỡng ở thế gian. Cái pháp này ở thế gian thì rất là sâu nặng, nhất là đối với người Việt Nam mình hay là những cái nước mà những cái dân tộc mà ảnh hưởng về văn hóa của Trung Quốc ấy, Trung Hoa là hay nặng về cái xem phong thủy, xem ngày giờ, xem tuổi tác này. Còn cũng là con người ở trên đời này như các nước phương Tây, người ta đâu có cái văn hóa đấy đâu. Người ta đâu có phải xem tuổi tác, rồi xem ngày giờ tốt xấu để người ta mới làm nhà đâu, mà nhà người ta còn to hơn, người ta còn làm những cái công trình lớn hơn thì sao? Vậy thì cái tín ngưỡng này, cái quan niệm này, cái tư tưởng này là hoàn toàn là do cái con người ta tự nghĩ ra mà thôi. Con người ta tự đặt ra và cũng chưa, ở trên thế gian này có nhiều những cái sách nói về xem ngày, xem giờ, nhưng chưa có cái sách nào nói rằng ông tổ này nói ra cái pháp xem ngày, ông tổ này nói ra cái phép xem tuổi, chưa có nói nào hết, chưa có trong cái sách nào nói là cái ông nào là cái ông nói là cái, xem cái ông đấy là cái người nào, người như thế nào mà nói ra cái tư tưởng đấy. Vậy cái tư tưởng này nó xuất phát từ ở trong những cái quan niệm tín ngưỡng ở dân gian này, là người ta tự lưu truyền, tự truyền thừa cho nhau, rồi xuất phát từ cái tâm lý tham sợ sệt của con người ấy, tham về cái tài lộc, rồi là sợ hãi những cái siêu hình của con người mà phát sinh ra cái quan niệm là ngày tốt ngày xấu, là tuổi tốt tuổi xấu thôi. Còn căn cứ vào tư tưởng của Đức Phật thì Đức Phật dạy là ngày nào hành thập thiện ấy là ngày cát tường. Vậy thì cứ ngày nào mà mình làm việc xấu thì đó là ngày xấu. Ngày nào sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm bất
thiện nghiệp ấy, ngày nào làm việc thập ác ấy, thì đó là ngày xấu. Những ngày đấy làm việc gì thì cũng sẽ để lại quả báo không tốt. Còn cái ngày nào làm việc thiện, tránh xa được những cái tội lỗi đấy, thì đó là ngày tốt. Vậy thì những cái ngày mà mình làm những cái công việc đại sự mà mình nghĩ là quan trọng ấy, thì những cái ngày hôm đấy mình nên làm những cái việc phước. Như là hôm đấy là cái ngày làm nhà chẳng hạn, thì hôm đấy mình nên thọ trì tam quy ngũ giới, hoặc là tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, làm những cái việc phước lành. Thì đấy là hôm đấy mình đang tạo, cố gắng tạo ra 10 những cái thiện nghiệp ấy, hay là những cái thiện nghiệp gì có thể mình sẽ tạo được, rồi mình hồi hướng là cái công đức của những cái phước lành mà con đã tạo đây. Cầu mong cho cái công việc mà con đang làm, như là làm ngôi nhà này, sẽ được thành công tốt đẹp. Thì cái đấy sẽ là cái điều tốt nhất, đó là cái công đức tốt nhất mà mình sẽ làm được. Còn cái việc mà mình làm nhà, khởi công làm nhà, mình có lễ bái hay không ấy, thì cái đấy nó cũng còn tùy thuộc vào mình. Như là cũng có ở những cái chỗ ở của mình, đôi khi cũng có những cái vị thần linh, thần cây, như là mình có chặt phá những cây lớn, đôi khi mình cũng phải kính trọng những cái vị thần linh người ta sống ở đấy. Thì có những cái đôi khi mình cũng phải có những cái sự xin phép đến các cái vị chư thiên, hay là cầu mong các vị chư thiên sống ở đấy hộ trì cho cái công việc, như là mình làm cái nhà cửa đấy nó được tốt đẹp, hoặc là mình làm những cái việc phước ấy, như là hôm đấy mình thọ trì giới, mình tụng kinh lễ Phật, hay là cúng dường, làm tạo một cái phước lành nào đó, mình sẽ tác ý là xin hồi hướng cho các vị chư thiên sống ở cái khu đất này, cầu mong cho các vị cầu gia hộ cho cái việc xây dựng cái công trình ở nơi đây được thuận tiện tốt đẹp. Thì cái đấy là thiết thực, cái đấy là tạo ra công đức nhất. Còn những cái nghi lễ rườm rà thủ tục khác thì cái lợi ích của nó có hay không thì nó cũng là do mình có tạo ra phước hay không mà thôi. Vậy thì cứ tạo ra phước thì sẽ có lợi ích. Vậy thì những cái khi mình làm những cái công việc đấy, tốt nhất là cái ngày hôm đấy nên tạo phước, rồi hồi hướng cái phước đấy cho tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình sống ở cái khu đấy. Rồi mình ước nguyện cầu mong cho cái công việc đó được tốt đẹp, thì cái điều đó nó sẽ phù hợp với chánh pháp hơn là mình đi xem ngày xem giờ hay là lễ bái nọ kia, thì nó hơi tà kiến một, chứ nó không có nó phù hợp với chánh pháp đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Thảo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Con xin hỏi, một người không biết chánh pháp nhưng ăn uống quần áo tiêu dùng tiết chế tạo nên nếp sinh hoạt hay kiềm chế nhu cầu của bản thân để tiết kiệm. Người kiềm chế nhu cầu thiểu lục như vậy, đi như vậy thì dù không hướng tới thoát khổ, đau thì có thành quả lành không ạ? Thì có cho quả lành không ạ? Có tạo ra nhân thiện không ạ? Con xin chiêm sư ạ. Cái người mà sống tiết kiệm thì cũng là một cái hạnh tốt, nhưng mà cái tiết kiệm đó nó phải phù hợp với từng hoàn cảnh, từng tức là cái tiết kiệm đấy nó có đem lại lợi ích hay không. Nếu như có cái trường hợp là cái sự sống chi túc tiết kiệm đấy nó không đi kèm với trí tuệ mà nó lại đi kèm với cái tâm bỏn sẻn ấy, thì điều đó lại là một pháp bất thiện nhỉ. Tiết kiệm mà đi với trí tuệ hay là sống chi túc mà đi với trí tuệ thì đó là một cái pháp thiện pháp, pháp cao thượng. Ví dụ như là người tu tập thì Đức Phật thường chuyên dạy là hãy sống chi túc, tiểu dục chi túc, chi túc trong ăn không nên quá nhiều, ở không nên quá sang, mặc không nên quá nhiều y phục, thuốc men đơn giản không nên cầu kỳ. Thì đấy là cái sống chi túc với cái mục đích là cái sự chi túc đấy để mình diệt trừ cái tâm tham ái đắm nhiễm đối với những cái vật chất đó. Một cái người còn tham ái đắm nhiễm đối với vật chất, y áo, đồ ăn, khất thực, sàng tọa chỗ ở ấy, thì nó chướng ngại cho cái con đường giải thoát giác ngộ của cái vị đó. Cho nên là cái người tu càng chi túc, càng sống đơn giản thì cái người đấy sẽ càng phát triển được chánh trí, càng phát triển được trí tuệ. Nhưng mà là một cái người đời không hề biết gì đến con đường tu tập giải thoát mà lại sống rất là chi túc như vậy, thì cái này lại còn phải quan sát là cái người đó chi túc với cái tâm lý gì đây.
với cái tâm lý là vì đó có thể là có những người đấy, người ta chi túc là người ta muốn để dành, người ta giúp người khác thì chi túc đấy là tốt, hoặc là người ta muốn là sống tiết kiệm chi túc đấy để dành những cái nốt, dành dụm những nốt ốm đau, hoặc là để dành dụm để làm một cái việc gì đó người ta có dự định của người ta, thì cái chi túc đấy cũng là tốt, nó cũng bớt những cái tham lam hưởng thụ, bớt những cái nhu cầu đi. Nhưng mà có một số cái trường hợp chi túc là do cái tâm bỏn sẻn than tham. Bỏn sẻn là cái người đấy có nhiều những cái vật dụng đấy, nhưng mà họ chỉ để tích trữ vào trong kho, họ cứ cất đi và họ không dùng, họ cũng không cho những người thân dùng. Thì cái người này là đang bị một cái quả của nghiệp ở quá khứ. Đó là ví dụ như người đó trong kiếp trước đã từng bố thí, nhưng mà người ta lại có cái tâm nối tiếc. Khi mình bố thí cho người khác xong, mình lại nuối tiếc, hối hận về cái hành động bố thí đó. Cho nên cho quả ở đời này, có thể người đó giàu có nhiều tài sản, nhưng mà vì đó lại không có cái tâm hưởng thụ tài sản. Bởi vì khi mình bố thí, mình lại không muốn cho người khác được hưởng thụ tài sản đó. Cho nên là cái người này đang sống, có thể là quả của cái nghiệp đó nó trổ, và sống rất là hạt tiện, sống rất là tiết kiệm, rất là chi túc. Nhưng mà đấy là một cái sự hành hạ, làm khổ mình, khổ người, không đem lại cái lợi ích gì cho bản thân, cũng không đem lại cái lợi lạc cho những người khác. Người đó cứ tích trữ những cái đồ đạc, tài sản đó, và đến lúc chết, vị đó bỏ lại những cái điều đó hoàn toàn, bỏ lại những cái đống tài sản đó cho người khác sử dụng. Thì cái người này là đang sống với cái tâm gọi là san tham bỏn sẻn. Bỏn sẻn san tham, mình không dùng mà không bố thí cho người khác dùng. Người đó sống tiết kiệm như vậy nhưng lại không có tạo một cái phước gì, không bố thí cho ai. Thì cái người đó đang sống với tâm bất thiện đó. Với cái tâm đấy chết chỉ có làm ngã quỷ hoặc là làm một cái súc sinh nào đó để coi cái đống tài sản đó thôi, không lợi ích. Thì cái cách chi túc đấy, cái sự tiết kiệm đó là bất thiện. Còn có những cái chi túc nó đi kèm với trí tuệ, đi kèm với những cái tâm cao thượng, thì cái chi túc đó là tốt, là cao thượng, thì nên thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Tấn ạ. Dạ, con bạch sư, khi hành thiền hơi thở có những ý nghĩ tham muốn hạ liệt, thấp hèn mà con chưa bao giờ nghĩ tới. Vì sao trong ý thức hàng ngày các mặt tối như vậy không hiện ra? Con thành kính tri ân sư ạ. Trong cái lúc hành thiền mà nó khởi lên những cái ý nghĩ như vậy thì nó cũng có, nó có thể nó là một cái nghiệp bất thiện của mình, nó cản trở mình tu tập ấy. Như là có thể là đấy, lúc là một chướng ngại mình cần phải buông xả và vượt qua. Mà hoặc là nó có cái tâm là do mình quá tham cầu những cái pháp thượng nhân, hoặc là do mình quá ức chế cái tâm. Nếu như trong lúc ngồi mình quá ức chế cái tâm là làm cho cái tâm của mình nó khó chịu quá, nó chống cự lại. Như mình cứ tha thiết là muốn nó phải diệt trừ những tâm bất thiện này, rồi là muốn nó phải khởi lên những cái tâm thánh thiện cao thượng ấy. Rồi mình cứ khởi lên cái tâm như vậy, nó ức chế mình không có được một cách tuần tự từ thấp đến cao. Mình muốn đạt được những cái pháp cao một cách đốt cháy thời gian, đốt cháy giai đoạn nhanh chóng, tức là giống như kiểu mình mong muốn trong thời thiền đấy mình thành tựu ngay. Thì những cái ức chế đấy nó tích tụ lâu ngày là nó hay phản ứng ngược lại, giống như là cái lò xo mình đè nó xong rồi nó bật ngược lại. Như vậy những cái tâm bất thiện của mình ấy, mình không diệt trừ nó một cách tuần tự, mà mình đè nó xong là đến lúc này nó mới bật ngược trở lại, thành ra nó lại trở nên những cái trạng thái bất thiện hơn. Đấy là do cái sự gò ép của mình một cách nó không đúng. Mình phải, nếu như trong trường hợp đấy thì mình cần giữ cái tâm thản nhiên ngồi thiền, nhưng mà mình đừng có nghĩ, đừng có trở nên cái tâm nó quá tha thiết, nó quá là hăng hái, nó quá là để cao cái vọng tưởng mình tham cầu quá. Tức là mình đừng có tham vọng quá về cái pháp đó. Thản nhiên như là một cái người có bệnh thì cần phải điều trị cho nó khỏi bệnh thôi, để mình đừng khởi lên cái hoài bão cao quá, thì nó ít khi nó bị ức chế, thì nó sẽ không khởi lên những cái tâm như vậy. Còn một số người thì có thể là do những cái nghiệp bất thiện của mình nó đang cản trở mình,
giống như là bị ma chướng đang cuối làm cho mình hành thiền nó gặp những cái khó khăn đấy để làm cho mình nản chí, làm cho mình sợ hãi, bất an mà mình không dám hành thiền nữa. Thì đấy là do những cái nghiệp bất thiện nó trổ. Thì cái này nó tùy từng người, mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Nên là dù mình có là cái nghiệp gì thì luôn luôn phải giữ cái tâm thản nhiên, tâm sảng. Nó khởi lên những cái tâm bất thiện mình phải biết ngay nó là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Rồi nhẹ nhàng buông xả nó đi chứ đừng sợ hãi, đừng có lẩn trốn và đừng có cảm thấy bất an. Buông nó đi thì rồi mình vẫn cứ thực hành tiếp một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Rồi dần dần thì cái gì nó cũng sẽ vượt qua được hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Chí Minh ạ. Dạ con bạch sư, có người phát nguyện khi nào độ hết chúng sinh rồi mới thành Phật quả, thì có đúng với lời Phật dạy không ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Độ hết chúng sinh, nhưng mà độ này là độ chúng sinh đi đâu này mới là quan trọng. Độ hết chúng sinh mới thành Phật quả. Nếu mà độ hết chúng sinh thì một người chưa thành Phật thì không độ được chúng sinh thành Phật. Một người chưa chứng Niết Bàn thì không thể độ chúng sinh chứng Niết Bàn được. Ví dụ người đó có thể độ chúng sinh là độ hết chúng sinh ở địa ngục lên thiên đường. Thì chờ đến thời hoại kiếp thì các cái cõi địa ngục sẽ bốc cháy hết. Thì lúc đấy chúng sinh sẽ thăng thiên hết. Cũng không cần phải độ, không cần phải chờ đến lúc đó. Hay là độ hết chúng sinh vào Niết Bàn. Rồi có nghĩa là cái người đấy sẽ tình nguyện làm cái người ủng hộ trì. Tức là cứ mọi người tu tập thì cái người đấy sẽ làm cái hạnh giống như là cư sĩ để hộ độ tứ vật dụng. Thế là sẽ phục vụ cho những cái người tu đấy được y áo, đồ ăn, phất thực, dược phẩm trị bệnh. Tức là cái người mà phát nguyện như vậy thì đấy là chỉ cái người đấy không thể độ chúng sinh được. Người đấy chỉ gọi là hộ độ, chứ người đấy không thể tế độ, không thể cứu độ được. Chỉ có khi thành Phật rồi thì mới có thể độ được chúng sinh, đi đến Niết Bàn giải thoát được. Thế nên là một cái người mà muốn độ chúng sinh ấy, thì lại phải nguyện là mong sao ta sớm thành Phật để độ chúng sinh đi đến Niết Bàn. Một vị Phật từ ngàn xưa đến nay chưa có vị Phật nào dám nói rằng độ được hết chúng sinh. Phải có những cái việc mà một vị Phật không thể làm được. Đó là không bao giờ độ được hết tất cả chúng sinh. Đó là một cái chân lý, một cái sự thật. Tất cả các vị Phật từ xưa đến nay chưa có vị Phật nào dám nói, hay là cũng chưa có vị Bồ Tát nào dám phát nguyện là tôi sẽ độ hết chúng sinh, tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho hết chúng sinh thành Phật, hay là hết chúng sinh vào Niết Bàn. Điều đó là nằm ngoài khả năng của tất cả các vị Phật, chứ đừng nói đến khả năng một vị Bồ Tát. Bồ Tát chẳng làm được cái việc đó. Hay là một vị Phật cũng không thể độ được một cái chúng sinh không có duyên, tức là chưa một cái chúng sinh mà chưa có đủ duyên thì cũng không thể độ được. Hay là những cái chúng sinh không có nhân duyên với mình, không thể độ được. Nhưng là đấy là một cái người phải hiểu pháp, phải mình kháng khởi nên những cái lời phát nguyện nó phù hợp với pháp thì tốt hơn. Đôi khi mình phát nguyện theo cái cảm tính của mình quá, phát nguyện lớn quá mà nó không đúng với pháp thì cái lời phát nguyện đó lại có thể lại cũng rất là cao thượng nhưng chưa chắc đã là chân chánh. Nên là cái lời phát nguyện chân chánh cái người đấy phải xem cái lời phát nguyện đó nó có phù hợp với cái pháp của Phật hay không đã. Nhưng mình muốn độ chúng sinh thì phải chứng Niết Bàn mới độ chúng sinh vào Niết Bàn được. Còn không thì chỉ độ chúng sinh theo một cái ý nghĩa nào đấy. Những vị đó có thể hiểu cái ý nghĩa độ chúng sinh theo một cái cách nào đấy không rõ ràng, nên cái câu này tùy thì tùy tâm, tùy mỗi người để tự phát nguyện như thế nào cho nó phù hợp. Chứ còn cái câu phát nguyện đấy thấy nó mông lung và không phù hợp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Tuệ ạ. Dạ, kính bạch sư cho con hỏi. Con gọi một bộ y gồm 3 chiếc là con gọi một bộ y là gồm 3 chiếc, y nội, y vai trái và y tăng là lê. Theo con được biết thì một vị hành hạnh đầu đà chỉ được mặc một bộ y gồm 3 chiếc y như trên. Sư cho con hỏi, một vị tỳ kheo không thọ đầu đà theo giới luật Đức Phật cho phép, vị ấy được sử dụng mấy bộ y như vậy ạ? Một vị tỳ
Theo thì cũng theo như pháp của Đức Phật là vẫn là thọ tam y. Tam y thì cũng có một hạ y, một y vai trái và một y tăng già ni, đó là đủ tam y rồi. Nhưng mà vị đấy lại được phép dùng thêm các y phụ nữa, như là vị đó có thể dùng những y phụ tùng. Thì những cái y phụ này Đức Phật không giới hạn, không không giới hạn về số lượng, mặc dù Đức Phật có nói là phải chi túc, không có giữ y dư quá 10 ngày khi được dâng y đó. Nhưng mà vị đó vẫn được phép dùng những cái y phụ tùng, thì tùy theo cái nhu cầu của, có những vị thì dùng một hai cái, có vị dùng ba bốn cái, tùy theo nhu cầu của từng vị. Vậy cho nên là cái y phụ tùng thì không có trong luật, không quy định giới hạn, thì vị nào ấy vì cái nhu cầu của mình sử dụng nó vừa phải hợp lý là được. Dạ, con thưa sư, vẫn câu hỏi từ hành giả Minh Tuệ ạ. Dạ thưa sư, một vị sa di thì được sử dụng mấy bộ y ạ? Một bộ y của sa di gồm y nội và y vai trái ạ. Con kính xin sư giải đáp giúp con ạ. Thì một vị sa di cũng thế, thọ khi thọ y thì chỉ thọ một cái y nội và một y vai trái thôi, thì vị đó sẽ nguyện dùng hai cái y đó làm y chính, và vị đó cũng sẽ có dùng thêm các y phụ tùng nữa, thì cũng giống như tỳ kheo. Thì các vị sa di thì không được dùng y hai nớp, không y dùng y tăng già nê thôi, còn y vai trái với lại y hạ thì vị đó sẽ nguyện làm y phụ tùng và dùng theo cái nhu cầu của vị đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Cường ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi một trong các nguyên nhân hình thành nên nỗi tham là nỗi sợ hãi. Ví dụ như sợ hãi bị thua kém thì mong muốn có giàu có để hơn người ta. Có những người khác sợ hãi bị thua kém thì đi sỉ nhục người khác để họ kém hơn mình. Vậy cái phần sợ hãi đó có phải là lý do của tham? Liệt sợ hãi là sao, và sự sợ hãi được nói đến trong giáo lý của Đức Phật như và sự sợ hãi được nói đến như thế nào trong giáo lý của Đức Phật ạ? Cái này là tham sinh ra sợ hãi chứ không phải là sợ hãi sinh ra tham. Khi khi mà mình muốn để được người khác, không muốn thua kém người khác vì muốn hơn người khác, thì cũng là do cái tham ái, tức là mình luôn có cái ngã mạn. Thì cái này nó là do cái tham ái và ngã mạn, là mình muốn quá là quý trọng cái bản thân mình, quá đề cao cái bản thân mình, và nó mới sinh ra cái sự hơn thua. Vì mình quá yêu mình cho nên là mình muốn mình hơn người khác. Và cũng từ cái đấy, và khi nếu như mình không đạt được cái điều mình mong muốn đó, và mình mới sinh ra cái sợ hãi, là sợ hãi kém người khác, sợ hãi thua người khác, sợ hãi người khác hơn mình. Rồi đấy cũng, thì cái này nó cũng đều sinh ra từ tham ái hết. Cái này là tham ái với tự ngã của mình. Trong khắp trong thế gian này không có ai yêu cái gì mà hơn tự ngã đấy, nên là Đức Phật dạy vậy, ai yêu tự ngã thì chớ hại tự ngã người khác. Còn vì mình yêu cái tự ngã của mình quá, mà cái người mà không có hiểu về nhân quả nghiệp báo, cho nên là đôi khi người ta làm tổn hại cái tự ngã của người khác để làm thỏa mãn cái tham ái đối với cái tự ngã của mình. Nên khi sự tu tập mà đoạn trừ được cái tham ái với tự ngã, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm muồn này, thì tham ái nó hết, cái là những cái sợ hãi nó cũng hết, những cái hơn thua ấy nó cũng hết. Vậy nên là cái sự tu tập chỉ cần hướng đến đoạn trừ tham ái thôi, thì những cái hơn thua, những cái sợ hãi đấy nó sẽ hết theo. Nên là tham ái sinh ra sợ hãi chứ không phải là sợ hãi sinh ra tham ái. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính mong sư chỉ dạy cho con về một trường hợp như sau. Con nghe pháp, con có nghe về hai lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất, một vị cư sĩ cúng dường đến đến trưởng lão Xá Lợi Phất. Tôi nguyện xin đạt được chân pháp như trưởng lão. Cùng ngày đó, vị ấy hết thọ mạng, vị ấy tái sinh làm người. Lời nguyện ấy trở thành hiện thực, vị ấy được tu với trưởng lão, rồi vị ấy đạt được quả vị A-la-hán cùng các thần thông. Lời nguyện thứ hai, con nghe sư giảng kinh Tiểu Khổ Uẩn có vị thánh cư sĩ Mahanama tu tập đến tuệ hành xả chứ đắc được đạo quả. Vị ấy có gặp Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai và có thể chứng đắc đạo, chứng ngộ đạo quả.
lời nguyện cũng thành tựu. Vào thời Đức Thế Tôn xuất hiện, vị ấy trở thành một thánh cư sĩ. Dạ, con kính mong sư chỉ dạy cho con. Chúng con chưa dứt bỏ được các phận sự thế gian, lại xa giáo pháp hơn 2.000 năm, ít thiện vạn hữu, hiếm khi được thân cận các bậc chân nhân. Nếu chúng con có ước nguyện như hai vị trên thì có thành tựu được không ạ? Dạ, con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi mà mình phát nguyện, mình phát nguyện thì nó vẫn có cái khuynh hướng tâm như thế. Còn cái sự thành tựu mà nó có đạt được cái sự tuyệt đối như là những cái vị mà có gặp trực tiếp các ngài đấy hay không thì chắc nó không bằng được. Nếu như mà mình có gặp trực tiếp các vị đấy, như mình gặp trực tiếp một vị Phật hay một vị A-la-hán, mình có tạo ra một cái công đức, mình cúng dường các ngài một cái bất cứ một cái gì đó, sau đó mình phát nguyện trước một vị Phật hay một vị A-la-hán đó, thì cái nguyện lực đó nó rất là mạnh. Và hoặc là các vị Phật hoặc một vị A-la-hán đó có thể biết được cái nguyện đó nó thành tựu được cho mình, thậm chí có thể nói trước cho mình biết là cái nguyện nó sẽ thành tựu trong những kiếp đấy, mình sẽ thành tựu như thế thế. Thì ước nguyện trước trực tiếp trước một vị Phật hay một vị A-la-hán thì cái nguyện đó nó mạnh hơn rất là nhiều. Còn bây giờ mình sinh ra ở cái thời bây giờ, mình không có duyên để gặp được những bậc cao thượng như Đức Phật hay các bậc A-la-hán, thì mình có thể nguyện trước ban thờ Phật đấy. Mỗi khi mình làm cái phước nguyện gì đó, phước thiện gì đó, mình hãy nguyện. Thì cái nguyện chung chung nhất là mình cứ nguyện chứng đắc Niết Bàn, là đấy là cái phổ thông nhất. Còn có những người sẽ nguyện có những cái điều ưu tú đặc biệt hơn, ví dụ như là người đã nguyện là con nguyện là sẽ trở thành một cái bậc có đại trí tuệ, hay là một bậc có đại thần thông, thì những cái điều ước nguyện đó nó cũng sẽ thành tựu, nhưng nó sẽ lâu hơn. Nếu như mình có những cái ước nguyện lớn thì những cái ước nguyện đó sẽ rất lâu. Ví dụ như cái người đấy khi làm việc phước thiện gì, mình cũng nguyện sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai, thì ngay những cái điều ước nguyện đó đã phải âm thầm ở trong tâm cái chí na tăng kỳ kiếp rồi. Sau đó thì mình có thể phát nguyện ra thành lời, cũng phải trải qua 7 a tăng kỳ kiếp nữa, rồi lúc đấy mới có thể may mắn được gặp một vị Phật thọ khí cho, và phải tu thêm 4 a tăng kỳ kiếp nữa mới thành Phật đấy, để trở thành một vị Phật. Từ cái lúc khởi đầu nên những cái ước nguyện đấy phải trải qua tới 20 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới thành tựu mà. Hay là mình nguyện trở thành những cái bậc đại thanh văn thì cũng thế, cũng phải trải qua 100 a tăng kỳ kiếp, đấy là từ lúc được thọ khí, nhưng trước đó đã âm thầm phát nguyện, đã nói ra những cái lời phát nguyện đó cũng rất nhiều a tăng kỳ kiếp. Nên là để mà nguyện những cái điều cao thượng thì rất là tốt, nhưng mà mình phải chấp nhận như thế, phải trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp, nhiều đại kiếp thì cũng phải chấp nhận thì sẽ thành tựu thôi. Cứ ước nguyện như thế, và cái lời ước nguyện đó làm sao cho nó sâu dày, cho nó mạnh mẽ, và nó ghi nhớ suốt đời không quên. Rồi suốt đời này nó không quên thì đời sau thì nó lại khởi lên cái ước nguyện đấy tiếp, để trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp như vậy, cố gắng phát cái nguyện đấy cho nó sâu dày, để cho nó phải quên đời nào cũng nguyện, thì nó sẽ thành tựu nhanh. Còn có đời thì có kiếp thì mình nguyện, có kiếp thì quên mất, thì nó sẽ rất là lâu. Nên là phải nguyện cho nó sâu thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ, con thưa sư, hành giả Mộng Hằng lúc nãy có hỏi về câu hỏi Đức Thế Tôn ấy. Dạ, hành giả có hỏi thêm là: dạ thưa sư, bây giờ có vị thầy dạy học trò nhưng dùng những lời mắng chửi thậm tệ để chửi mắng các vị học trò đó thì có hợp thời không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mắng chửi, nếu mà dạy trong tất cả những cái pháp giáo dục đời hay đạo cũng thế, thì chỉ có tùy từng người, từng trường hợp mới dùng cái lời mắng chửi. Tức là mắng chửi đấy là phải là một cái học trò đấy nó quá là hư hỏng, quá là ngỗ nghịch, quá là cứng đầu, quá là khó dạy thì mới dùng đến những cái lời mắng chửi. Còn đến cái văn hóa ở đời, người ta dạy những cái pháp đạo lý, đạo đức thông thường, cái kiến thức thế gian, người ta không có dùng cái lời mắng chửi để mà mắng chửi một cái người ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, đàng hoàng. Không ai lại dùng cái lời bất nhã, không ai dùng cái lời thô lỗ, thiếu văn hóa để giáo dục nhau cả.
Thì có những cái vị thầy đấy chỉ truyền dạy kiến thức mà lại không có văn hóa, không có đạo đức, không có cái pháp lịch sự, thì mới dùng những cái lời mắng chửi để dạy những cái kiến thức thông thường thế gian. Cái pháp đấy là hạ liệt, không phải là pháp cao thượng. Pháp cao thượng thì phải đi kèm với lại đạo đức, văn hóa, trí tuệ, cũng phải cao thượng. Chỉ trừ những cái trường hợp quá là ngỗ nghịch thì mới cần dùng những cái lời mắng chửi, chứ không có đời nào tự nhiên này, thì thầy cứ dùng những lời mắng chửi để dạy học trò. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đức ạ. Dạ con bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con. Khi con hành thiền mà con ngồi trong bóng tối hoàn toàn, lúc nửa đêm thì con không thấy có ánh sáng. Mặc dù con ngồi một thời được 2 tiếng đồng hồ và cảm thấy thân tâm rất an lạc trong suốt thời thiền ạ. Nhưng khi con hành thiền vào ban ngày thì con lại thấy ánh sáng, và có lúc ánh sáng đó rất rực rỡ. Con thưa sư, như vậy có phải là do con tự tưởng tượng về ánh sáng không ạ? Nếu thực sự có ánh sáng thì khi ngồi trong bóng tối con vẫn thấy ánh sáng, có đúng không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Với một người mà cái định nó còn yếu, cái định còn yếu thì cái ánh sáng nó cũng yếu, nó chưa có mạnh mẽ, nó chưa có rõ ràng. Thì ở cái không gian mà sáng sủa ban ngày thì nó dễ thấy hơn. Hoặc là cái ban ngày cái tâm của cái vị đó sẽ có cái sự linh hoạt hơn, nó mạnh mẽ hơn, nên nó tạo ra cái sắc nó tốt hơn. Thì cái ánh sáng ấy nó là sắc do tâm sinh mà. Thì cái ban ngày thì cái tâm của mình nó phấn chấn hơn, phấn khởi hơn, định nó tốt hơn, cho nên là nó tạo ra cái sắc cho tâm sinh cao hơn, cho nên mình thấy cái ánh sáng nó rực rỡ hơn. Còn buổi tối thì là do cái tâm nó trì trệ hơn một chút, định nó yếu hơn một chút, cho nên là cái ánh sáng nó cũng kém hơn. Thì đấy là ở những người mà hành thiền là do cái định nó vẫn còn yếu, cái định đấy là nó cũng chưa đi đến cái sự mạnh mẽ sung mãn lắm, cho nên là mới có thời thì mình thấy nó rõ ràng, có thời thì thấy nó không rõ hoặc là không có. Còn nếu như thực hành tốt hơn, đến một cái giai đoạn mà phát triển được định sâu hơn, thì cái ánh sáng nó sẽ mạnh mẽ, rực rỡ hơn. Thì thời nào nó cũng rõ ràng, kể cả buổi tối hay là ngồi trong bóng tối, nó cũng rõ ràng, nó cũng rực rỡ mạnh mẽ. Hay là ngồi ban ngày nó cũng rực rỡ mạnh mẽ, và nó cũng mình sẽ cảm thấy nó như nhau. Còn bây giờ mình thấy như vậy là do cái định nó vẫn còn yếu, cần phải thực hành nhiều hơn nữa để cho cái định nó mạnh hơn nữa. Thì sau này có ngồi buổi tối mình vẫn thấy rõ ràng, vẫn rực rỡ, vẫn mạnh mẽ, vẫn tỏa sáng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả là Tuệ Trí ạ. Dạ con thưa sư, sư thường giảng tu giác ngộ chân lý, vậy xin cho con hỏi chân lý là gì ạ? Tu đúng là cái con đường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là đi đến giác ngộ các sự thật. Thì chân lý ở đây là các sự thật. Các sự thật là chân lý, hay chân lý là các sự thật. Vậy thì để mà giải thích được chân lý là gì, thì những cái gì nó là những cái sự thật tột cùng ấy, thì cái đó là chân lý. Như là một cái người tu gọi là giác ngộ. Cái giác ngộ cái gì? Gọi là giác ngộ chân lý. Chân lý là cái gì? Chân lý thì cái từ thông thường nhất ở trong giáo pháp, có rất nhiều cách để diễn đạt về chân lý, nhưng mà cái từ thông thường để diễn đạt về chân lý thì Đức Phật hay gọi là tứ thánh đế. Đế, đế là sự thật, là cái cũng được gọi là cái chân lý, cũng được gọi là các cái thánh đế đấy. Vậy một cái người mà giác ngộ được 4 sự thật cũng là giác ngộ chân lý. Tức là một người giác ngộ về khổ, về cái sự sinh diệt của cái thân năm uẩn này. Vậy cái người nào phải thấy được cái thân năm uẩn này nó là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là phải thấy được cái tính sinh diệt của nó sinh diệt, cho nên nó là vô thường, vì vô thường nên nó là khổ, vì khổ nên nó là vô ngã. Thì nói là khổ, nhưng mà khổ đây là nói chung cho cả cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Mà muốn thấy được cái vô thường của vô ngã phải thấy được cái tính sinh diệt. Thấy được sinh diệt đấy thì phải thấy được cái danh chân đế và sắc chân đế này. Nó luôn luôn có cái bản chất sinh diệt liên tục đấy. Thì đấy cũng là một cái sự giác ngộ chân lý. Chân lý. Chân lý là thấy được cái sự thật về các cái sắc vật chất, là sắc pháp. Thấy ra sự thật
tột cùng về cái danh chân đế là các cái tâm và tâm sở, và đấy là chân lý này, hoặc là thấy các cái nguyên nhân nào nó phát sinh nên cái thân đó, đó là thấy đó là những pháp duyên khởi, như là vô minh hành thức duyên cho hành, hành duyên thức ấy. Những cái pháp duyên khởi đấy cũng là người nào mà thấy được pháp duyên khởi cũng là thấy được chân lý, vì có cái nhân thì nó mới có quả, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đấy cũng là một cái sự tu để giác ngộ chân lý. Và cái sự giác ngộ chân lý nữa đó là cái sự diệt tận của các cái nhân sinh ra ra khổ này. Cái sự diệt tận của các cái nhân sinh ra khổ này tức là cái sự chứng ngộ niết bàn, tức là đoạn trừ được vô minh. Vậy thì cái người mà thấy được niết bàn bất sinh bất diệt, thấy được cái pháp nó pháp vô vi, cái pháp mà không còn sinh diệt đấy nữa, thì đấy cũng là người giác ngộ chân lý. Và cái người thấy được cái con đường để đi đến chứng ngộ niết bàn này bằng cái con đường tu tập đấy thì cũng là giác ngộ chân lý. Vậy thì cái con đường thực hành thiền chỉ, thiền quán, và nhất là thực hành thiền tuệ vipassana, từ cái tầng tuệ thứ nhất cho đến cái tuệ trí kiến thanh tịnh cuối cùng ấy, thì đó là những cái con đường đi đến giác ngộ chân lý. Vậy thì chân lý là một cái người thấy được tâm, tâm sở, sắc pháp và các niết bàn ấy, thì đấy được gọi là người giác ngộ chân lý. Mình có thể hiểu chung chung như vậy, còn diễn giải theo các cái pháp tục đế hay là diễn giải theo nhiều cách thức khác nữa thì cũng được, nhưng mà nói chung chung lại là như thế thôi. Một cái người thấy ra các cái sự thật thì đó là giác ngộ chân lý. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ con bạch sư, con thưa sư, đạo Phật rất là thánh thiện, vi diệu pháp môn rất là phong phú đa dạng, có lợi ích thiết thực với cuộc đời. Tại sao rất ít chùa có thuyết giảng Phật pháp và mở các khóa tu cho đệ Phật tử? Đại đa số các chùa chỉ lo cúng bái cầu xin, như vậy có tiếp tay cho si mê tà kiến ở thế gian không ạ? Giáo pháp của Đức Phật thì cái thời đầu Đức Phật ra đời thì lập nên những cái tịnh xá, thì cái tịnh xá đó là những cái nơi tu hành của các vị tỳ kheo và các hàng cư sĩ Phật tử, là những người ngoại hộ thường xuyên đến để hộ trì Phật pháp và thọ trì giáo pháp, tức là cũng đến để thỉnh các vị tỳ kheo đó giảng dạy Phật pháp. Vậy thì giáo pháp trong thời đầu chỉ có thực hành pháp và thuyết giảng giáo pháp thôi, không hề có những cái tín ngưỡng dân gian, không hề có cái lễ bái cúng bái cầu an cầu siêu gì cả. Thì giáo pháp khởi đầu trong thời chánh pháp là như vậy. Rồi sau này thì đạo Phật lại lan truyền đi đến các cái vùng miền, các cái vùng quê khác nhau, rất là nhiều những cái nơi, những cái vùng quê đó. Và có lẽ rằng cũng để vì muốn cho đạo Phật có như là mới truyền bá đến một cái địa phương nào đấy, vì quá nạ nẫm đối với những cái địa phương đó, quá là xa nạ, những cái tư tưởng giáo pháp của Đức Phật còn quá là xa nạ đối với cái văn hóa tục lệ dân gian ở những cái vùng miền quốc độ đó. Cho nên là nhiều cái vị tỳ kheo, nhiều người xuất gia vẫn phải làm những cái việc gì đó nó gần gũi, nó giống với đời một tí để gieo duyên với đời. Cũng như là người đời người ta hay xem ngày tốt xấu, nên các vị đấy cũng học những cái thuật xem ngày tốt xấu ấy để xem cho người ta, để hướng, để dụ cho người ta đến chùa, đến chùa cho có tín đồ ấy. Chả lẽ giờ lập chùa nên tu hành không có tín đồ, hay là vì dân gian ở đây người ta thích cầu an cầu siêu lễ bái cầu cúng như vậy, rồi người ta đến người ta nhờ, để các vị phải làm những cái việc đó giống như là một cái nó là một cái phương tiện để mà vị đó dễ dàng thân cận, hay là có được nhiều những cái tín đồ Phật tử đến đến chùa để quy y, thì đấy là cho có nhiều tín đồ. Đấy nó cũng là một cái cách thức để truyền đạo ở cái bước đầu. Và cái bước những cái buổi đầu thì những cái vị mà có cái tư tưởng hoằng pháp truyền đạo thì có cái tâm lý cũng rất là cao thượng thánh thiện, nhưng nghĩ rằng đây là phương tiện
pháp môn, phương tiện để dùng cái pháp thế gian để độ người thế gian, hay đi vào đời để độ sinh, phải như thế chẳng hạn. Nhưng mà sau này rồi, vì có thể là truyền đến những cái đời trước thì vẫn còn hiểu ra được, vẫn còn hiểu ra được cái ý nghĩa của những cái việc làm phương tiện độ sinh đó. Đây là những cái phương tiện, cúng bái này là phương tiện để độ cho những người đời, để truyền đạo đó. Nhưng mà những cái thế hệ về sau này có thể người ta dần dần người ta quên mất cái phương tiện đó, và hoặc là người ta quá bận rộn vào những cái phương tiện đó. Những cái phương tiện đấy vì thứ nhất là mang lại những cái lợi ích thiết thực, như là mang lại những cái vật chất để xây dựng chùa chiền, để phục vụ cái cuộc sống, nhu cầu trước mắt. Cho nên là và cái việc đấy nó lại rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được. Còn cái việc mà giảng dạy Phật Pháp để khai mở cái con đường chánh, từ bỏ cái tà pháp ấy, thì cái điều này nó lại rất là khó. Thứ nhất là cái năng lực để một cái vị có thể thuyết giảng được cái Phật Pháp đấy cũng không phải là dễ. Rất ít người có thể làm được cái việc đó, có người cũng không thể làm được. Còn cái việc phục vụ tín ngưỡng thì ai cũng làm được. Thế là một cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là khi người đời người ta có nghe, người ta cũng chẳng hiểu gì. Nhất là những cái người dân vùng quê mà cái gọi là cái dân trí thấp ấy, mà bây giờ mà giảng những cái đạo lý cao siêu, những cái giáo pháp giác ngộ của Đức Phật ấy, người ta nghe như là vịt nghe sấm, người ta chẳng hiểu một cái gì cả. Người ta nghe xong người ta cũng chán này. Vài lần giảng được một hai buổi đầu còn có người đi nghe, nhưng sau rồi người ta cũng bỏ, người ta cũng chẳng nghe pháp nữa. Nhưng mà bây giờ mà tổ chức một cái đàn lễ chẳng hạn, tổ chức một cái lễ cầu an cầu siêu, người ta đến đông ngập chùa. Đấy là một cái cũng là do cái nhu cầu của con người, cái tín ngưỡng tâm linh dân gian. Cái tà thì nó rất là dễ, mà những cái pháp chân chánh thì nó rất là cao siêu. Nhưng cao siêu ấy thì nó khó, ít có người phù hợp với rất ít người. Còn những cái pháp tín ngưỡng thì nó lại là cái pháp phổ thông, ai cũng thích cái điều đó. Cũng chính vì vậy cho nên là cái điều đó, cái tín ngưỡng đó nó phát triển và nó bao trùm mất cái trở thành như thành cái vỏ bọc của đạo Phật mà. Và lúc đấy người ta chỉ nhìn vào đạo Phật, người ta nhìn vào những cái tín ngưỡng ấy, nhìn rằng các vị sư giống như những vị thầy cúng, còn những ngôi chùa giống như là những cái nơi để người ta đến, người ta cúng bái, giống như là một cái nơi thờ tự, giống như là đền đình miếu mạo các cái nơi khác vậy. Và rất ít người ta nhìn nhận những ngôi chùa là một cái môi trường đào tạo, cái môi trường giáo hóa, giáo dục, một cái nơi tu tập, một cái nơi để phát triển trí tuệ. Và người ta chỉ nghĩ rằng đó là một cái nơi để người ta cầu xin lễ bái, để người ta thỏa mãn những cái nhu cầu tín ngưỡng. Thì vì người ta sẽ nhìn vào như thế thôi. Còn mặc dù vậy thì vẫn thỉnh thoảng vẫn có những ngôi chùa vẫn thuyết giảng Phật Pháp, vẫn giảng dạy những cái đạo, vẫn giảng đạo, vẫn giảng Pháp được. Và vẫn có những người, tức là trong thế gian vẫn có những người có cái tâm muốn nghe giảng dạy Phật Pháp. Giống như ngay khi mới thành đạo, Đức Phật cũng có cái suy nghĩ như thế. Ở trên thế gian này những người đa số là hướng về tham dục này nhiều, còn giáo Pháp của ta thì rất là thâm sâu, rất là cao siêu, khó thấy, khó biết, khó có thể lĩnh hội. Thì lúc đấy Phạm Thiên Samati cũng đến thỉnh Đức Phật, trên thế gian sẽ vẫn còn có những người có ít bụi mờ trong mắt, có ít phiền não, vẫn thể giác ngộ được giáo Pháp. Như vậy thì cái người mà có thể nghe Pháp, hiểu Pháp và thực hành Pháp là cái số lượng rất là ít ỏi. Còn những cái số lượng mà người ta chỉ có niềm tin, tức là chỉ có tín ngưỡng thôi, thì sẽ rất là nhiều. Cái số lượng đấy thì đông hơn rất nhiều lần. Thì cái điều đó cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy thì cái ngôi chùa nào mà có giảng dạy Phật Pháp thì những cái người mà có ít bụi, nhiễm bụi trần ấy, người có trí tuệ thì hãy đến những ngôi chùa đó để học Pháp, để nghe Pháp, để hành Pháp. Còn cái ngôi chùa nào mà phục vụ những cái đời tín ngưỡng, thỏa mãn cho dân gian về tín ngưỡng, thì những người yêu thích tín ngưỡng hãy nên đến những cái ngôi chùa đó để
mình lễ bái để được thỏa mãn về cái nhu cầu tín ngưỡng của mình. Như vậy để cho nó hài hòa, nó có cả những cái pháp giảng dạy, cả những pháp tu tập và cả những pháp tín ngưỡng. Thì cái điều đó là điều tất yếu trong thế gian, không thể tránh khỏi được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoài Nghi ạ. Dạ, con kính bạch sư, tại sao có những đứa trẻ sinh ra đã có khả năng trí tuệ lớn được gọi là thần đồng? Tại sao có một vài đứa trẻ nhớ lại được kiếp trước của mình? Đó có phải là túc mạng trí không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những đứa trẻ mà nó có những cái trí thức rất là cao như thần đồng, những đứa trẻ nhớ lại được kiếp trước, thì cái này nó cũng là cái phước của từng cái đứa trẻ đó. Như là trong pháp của Đức Phật nói rằng Đức Phật trong những kiếp quá khứ là một vị Bồ Tát ấy, thì Đức Phật là một vị thần đồng rất là nhiều kiếp. Rất nhiều kiếp này, Ngài còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ, Ngài đã có cái thiên hướng về cái trí tuệ này rồi. Ngài đã có được cái trí tuệ rất là phong phú, rất là cao thượng, rất là cao siêu, khiến khắp thế gian này đều phải kính ngưỡng là có rồi. Thì nhất là thì vì Đức Phật thường hướng về cái hạnh trí tuệ nhiều, tạo những cái công đức phước lành và khuynh hướng về trí tuệ, tu tập trí tuệ và luôn luôn hướng đến cái trí tuệ đó. Cho nên là những cái kiếp mà sinh ra Đức Phật có những cái tài năng cao thượng, có những cái trí tuệ hiểu biết cao về một cái lĩnh vực nào đó, thì đó hoàn toàn là do cái công đức, tức là có do những cái pháp ba la mật đấy. Có thể là do cái người đấy có cái hạnh bố thí đến các cái bậc có trí tuệ rồi nguyện là mong sao con có những cái kiếp sau sinh ra có những cái trí tuệ như Ngài, hoặc là có những người nguyện là con sẽ có trí tuệ như Ngài từ lúc còn nhỏ. Thì có thể cái công đức đó nó thành tựu, hoặc là cái nguyện đó thành tựu, như là cái người đó tạo ra những cái công đức lớn, hoặc là cái công đức đó được trải nghiệm qua nhiều kiếp, người đó tạo ra những công đức rất lớn trải qua nhiều kiếp như vậy, và cái nguyện đó nó thành tựu, cho nên là sẽ đạt được những cái trí tuệ đó. Thì như là một vị Bồ Tát thì đôi khi sinh làm súc sinh cũng còn có trí tuệ hơn người, mà có những kiếp mặc dù Ngài sinh ra như là con heo mõm dài mà Ngài có thể làm được quan tòa xử án. Những cái pháp mà Ngài thuyết giảng ra còn tồn tại hàng mấy mươi ngàn năm ở thế gian. Có những khi Ngài là con công mà Ngài còn thuyết giảng nên những cái giáo pháp mà tồn tại hàng rất là nhiều ngàn năm ở thế gian được. Huống chi là sinh ra làm người, khi làm những đứa trẻ Ngài đã có những cái trí tuệ cao siêu tuyệt vời. Đó đều sinh ra từ những cái ba la mật, từ những cái công đức đã tạo và có cái khuynh hướng là về phát triển trí tuệ, cho nên thành tựu như thế. Thì những cái đứa trẻ thời bây giờ thỉnh thoảng có những cái đứa trẻ nó có khả năng đấy cũng là chuyện thường, đó cũng đều là cái phước, đều là công đức, đều là cái khuynh hướng về trí tuệ của những đứa trẻ đó. Nhưng cũng có một điều nữa là những đứa trẻ nó mỗi đứa nó có một cái khuynh hướng về một cái tri thức, về những cái kiến thức khác nhau, có thể là những kiến thức nó đã được học từ những kiếp trước và nhờ cái công đức mà nó còn nhớ lại được đến những cái kiếp này, nên là nó có những cái công đức lớn. Còn những cái đứa trẻ mà nó nhớ lại được những kiếp quá khứ, cái này cũng là do công đức của những cái đứa trẻ đó. Có những cái như là một vị Bồ Tát thì cũng rất nhiều kiếp nhớ lại được những cái kiếp trước của mình, mặc dù đó không phải là túc mạng trí. Thì túc mạng trí là một cái năng lực của thần thông do thực hành thiền định và chứng đắc được cái túc mạng trí đó bằng, thì đấy nó là một cái lĩnh vực thần thông là khác. Còn cái mà nhớ lại được kiếp trước mà không có thì dựa vào cái năng lực thần thông này thì không gọi là túc mạng trí, mà vẫn nhớ lại được những kiếp trước quá khứ của mình, thì để mà nhớ lại đấy nó cũng là một cái công đức, là một cái phước của cái chúng sinh đó. Như là chúng sinh là thường thường sinh ra làm người thì rất ít người nhớ lại được kiếp trước, đa số là quên, nhưng mà thỉnh thoảng có một số người do cái công đức lớn, do cái nguyện lực lớn cho nên là nhớ lại được. Ví dụ như bây giờ có người nào đó mà tha thiết muốn là kiếp sau mình sẽ nhớ lại kiếp được cái kiếp hiện tại này, có thể là người đó sẽ tạo những cái công đức lớn, như là mình tạo một cái công đức phước lành gì đó rồi mình phát nguyện, nguyện là kiếp sau mình sinh ra dù có sinh làm người mong rằng vẫn nhớ lại được những cái
những cái ký ức của cái kiếp hiện tại này, thì có thể là cái nguyện đấy nó thành công do cái công đức phước lành nó tạo thành, thì cũng có thể có trong cái trường hợp đó. Thì vì vậy nên là có những đứa trẻ nhớ lại được kiếp trước là vậy, thì đấy là cái công đức của nó chứ không phải túc mạng. Câu hỏi còn nhiều. Dạ thưa sư, còn khoảng tầm cỡ khoảng hơn 10 câu hỏi nữa. Tôi để buổi sau. Dạ vâng ạ. Hồi hướng. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakajam. Asavakajam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sambhasanthanam. Sabhasabhan. Pachemi. Pachemi. Tesabe. Medamam punya bhagam napandu sadu sadu.